Hello chị Thanh Lương. Chào mấy chế nha, mấy chế vô livestream cho mấy chơi. Hôm nay hàng về trễ em lên trễ nha. Dạo này chị like không báo gì hết á. Đúng rồi Hồng ơi, nay Facebook không có thông báo gì đâu. Rồi mấy chị ơi, chị nào lên rồi nhớ chấm chấm và share livestream giúp em nha. Chào mấy chị. Chị nào lên rồi nhớ chấm chấm và share livestream nha. Hello, chị là Thùy Trang. Lên trễ vậy Thảo. Hôm nay hàng về trễ em lên luôn á chị Hiền Nhân ơi. Em chắc em lên vài hôm nữa là em đi em có chút chuyện em đi chơi vài hôm á mấy chị, cho nên em không có lên được á. Em tranh thủ em lên ha. Em tranh thủ em lên. Có vài vài hôm nữa em về quê em chơi vài hôm á, cho nên vài hôm nữa em mới like được á. Chắc hôm nay em like xong rồi ngày mai like, chắc là ngày mốt là em mốt nha. Mấy ngày cuối tuần là em mốt, thứ hai mới like lại ha. Mấy ngày cuối tuần em móc em đi chơi nha mấy chị, đi chơi đi về quê á, nên mấy chị tranh thủ chị nào mà có đơn á thì mình gom đủ đơn để mà em đi trong tuần này nha. Chị nào có đơn để em gom cho đủ đơn để em đi trong tuần này mấy chị ha. Hello Nhi Nhi, chào Hoa Bùi Sương nè. Chị nào lên rồi lên livestream liền nha mấy chị ơi, share ấn nút share liền giúp em. Chị nào lên rồi thì ấn nút share liền giúp em nha. Nào like áo thun chế Mỹ Tiên. Mỹ Tiên áo thun chế bằng like xen kẽ rất là nhiều mà. Mỹ Tiên cứ vô theo dõi livestream ha. Chào chị Nguyễn Thị Diệu nè. Chào Đào Phan nha. Mấy chị lên share livestream nhiệt tình giúp em nha mấy chị ơi. Mọi người share giúp em hai lần trang cá nhân và 3 đến 5 lần hội nhóm mấy chị nha. Riêng tối ngày hôm nay chế nào share livestream nhiều nhất sẽ được một phần quà nha mấy chị nha. Chứ Hoàng Hảo đâu rồi, chứ Hoàng Hảo hôm nay có lên không? Hôm bữa chứ Hoàng Hảo share livestream nhiều nhất được một phần quà rồi đó. Cái gì chứ Hoàng Hảo chọn giúp em. Chào chị Bình Nguyên. Chào Lăng Thanh. Chào chị Đàm Huệ nha. Hôm nay có phần quà dành cho chế nào xe là chim nhiều nhất nha. Chào bé Ngân. Nhớ là xe lên hội nhóm, chỉ tính điểm xe lên hội nhóm thôi. Tại phần mềm á, chế nào mà xe trang cá nhân á, nó chỉ tính nhiều bao nhiêu thì nó cũng chỉ tính được khoảng 2 lần thôi ha. Có đồ bộ nỉ không chị? Bé Ngân ơi, còn một bộ đó bé Ngân, còn một bộ màu xám. Bé Ngân lấy không? Lấy thì cái gì múc cho chế nha. Còn một bộ màu xám thôi. Chào Thanh Hòa xe live stream đi. Hôm nay là có phần quà dành cho chế nào xe live stream nhiều nhất trên 50 hội nhóm ha. Nay like gì vậy chị? Chào Thuận Coi. Nay like áo dài nè, rồi like giỏ nữa ha. Rồi, mấy chị xem mạnh tay một chút, em bắt đầu lên đồ luôn mấy chị ơi. Bắt đầu lên đồ luôn, mới có 39 lượt chia sẻ thôi ha. Chị mới có 39 lượt chia sẻ thôi. Cho em xem với à. À, cho bé Ngân xem với hả? Ok, bé Ngân luôn. Đâu rồi ta? Đây, bộ này nè bé Ngân. Bộ nỉ bông chỉ còn bộ màu xám này thôi nè. Đây là bộ xám hình con thỏ á. Đây nha, rất là dễ thương, hợp với tuổi của em á Ngân. Bộ xám thỏ này rất là hợp với tuổi của em. Đây nha, chỉ còn một bộ duy nhất thôi. Đây nha, chị tính để lại mặc luôn á. Rất là dễ thương ha. Đó, cưng ơi là cưng luôn. Còn một bộ duy nhất thôi nha, nỉ bông nha. Mềm lắm, hàng Quảng Châu, mềm mịn mà đẹp lắm. Con thỏ rất là hợp với tuổi của em luôn. Đó, còn một bộ duy nhất nha. Sale luôn. Sale luôn, bộ duy nhất thì sale luôn với giá 105 ha. Sale luôn với giá 105. Em này giá 120 á. Còn một bộ duy nhất sale luôn giá 105 nha. Chị nào nhanh tay chụp liền nha. Chụp liền mã xám cho em. Ship size gì? Size gì à? Bà Ngân bảo bao nhiêu cân ta? Mét 6 khoảng 52 cân Ngân ơi, Ngân vừa không? Còn mét 55 khoảng 48 cân. Bà Ngân mở vừa không ta? Quên á, quên nhắc cái size. Chắc vừa nha. Bà Ngân mới còn nhỏ mà. 105k cho bé Ngân hả? Ok bé Ngân chốt, chị chốt cho bé Ngân luôn ha. Rồi lên chưa mấy chị ơi? Xem bàn tay lên giúp em nha, mới 84 lượt chia sẻ thôi mấy chị ơi. Xem bàn tay lên giúp em nha, chị mới 84 lượt chia sẻ thôi. Mấy chị xem bàn tay giúp em nha.
Thế Ngân ok là một lần nữa cho chị nè. Lấy ok là một lần nữa cho chị nha. Lấy ok là một lần nữa cho chị nha. Tặng quà cái đi mấy chị ơi. Đây, tặng quà cái nha. Quà wow, em nữa bị dễ thương. Tặng một em đồng mà mấy chị. Tặng một em đồng luôn, rất là cưng luôn, đồng vui xì nha mấy chị nha. Có cái áo lót lưới bên ngoài luôn ha, nhìn rất là cưng. Đây, một cái áo lót lưới bên ngoài nha. Còn đây là một cái đầm 2 dây ở bên trong, em tặng cái đầm này ha. Dành cho chế nào xe live stream này. Đó, tặng cái đầm xinh đẹp này dành cho chế nào xe live stream nha. Đây, cực kỳ cưng luôn mấy chị ơi, cưng lắm nha, cưng lắm. Ok rồi, ok chốt cho bé Ngân ha. Rồi hôm nay bé Ngân mở hàng cho chị đó nha. Hôm nay bé Ngân được bé Ngân mở hàng. Nhanh anh đi cho bé Ngân giùm em đó. 105k. Mở hàng cho bé Ngân 105k. Có đầm công chúa màu trắng không chị? Không, hôm nay em không lên đầm công chúa mấy chị ơi. Nay em không còn chuyên công chúa nữa rồi. Lâu lâu mới có lô về xem chân chơi thôi. Thế nay không còn chuyên công chúa nữa ha. Rồi đầm này em tặng nha, tặng đồ like dành cho chế độ xe live stream. Rồi mấy chị ơi comment cho em cú pháp là 10.000 kèm số điện thoại tặng nhóm chị nha. Mà 10.000 kèm số điện thoại giúp em có xe tà luôn, rất là đẹp ha. Đầm 2 dây và phối với áo lưới có tay bên ngoài nha. Comment nhanh tay cho em mã 10.000 nha, mã 10.000 kèm số điện thoại mấy chị ha. Mã 10.000 này mét 655 cân đổ về ok luôn. Mét 655 cân đổ về ok. Comment mã 10.000 giúp em. Anh sao ngồi thẳng thờ vậy? Chuẩn bị một sắp bịch. Có em thì đưa đây cho em. Cho em cái bút này. 10.000 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Mấy chị xe like nhiệt tình giúp em nha. Nói dài nha. Đông đông lượt chia sẻ một chút xíu tặng quà và áo dài luôn nha mấy chị ơi. Áo dài cách tân đang mặc nha. Bộ đang mặc. Áo dài cách tân đang mặc nha. Mấy chị chia sẻ nhiệt tình đem lên áo dài luôn ha. 10.000 nghe mấy đồ đếm nha. 10.000 kèm xin thoại giúp em nha. Mà 10.000 tặng cho người comment lên thứ 10 đi. 10.000 tặng cho người comment thứ 10 luôn. 1 1 2 3 3 4 5 6. Tới hàng phạm là 6 rồi đó. 7 7 8 9 10. 10 là chị Chi Anh nha. Trời ơi sao bà Chi Anh nhận thì bà bê nhập mang luôn á. 10 là Chi Anh nha. Số đuôi là 0967 264 174 ha. Cái phần quà thuộc về Chi Anh, kiểm tra Chi Anh em coi. Kiểm tra Chi Anh rồi coi đã chia sẻ live stream chưa nha. Chia sẻ live stream trang cá nhân cho đây đi Chi Anh giúp em. Ghi Chi Anh nha. Tặng cho Chi Anh ha. Bạn Chi Anh thân yêu tặng cho bạn Chi Anh. Rồi Chi Anh đã có chia sẻ trang cá nhân luôn rồi. Bây giờ em tặng tiếp một em áo màu tím xinh đẹp nữa nè. Đây tặng tiếp cô em áo kiểu màu tím xinh đẹp như thế này nè mấy chị ha. Rất là dễ thương luôn. Tặng luôn nhà cho chế nào xe live stream nha. Xe mặn tay giúp em 9.000 kèm số điện thoại giùm em mà 9.000. Phạm Trinh. Thấy Phạm Trinh nè. Em thấy Phạm Trinh nha. Có chân váy jean không chị? À hết chân váy jean rồi. Chị Hi nhỏ, Hi nhỏ ơi. Okay. Rồi, mà 9.000 kèm số điện thoại giúp em. 9.000. Thủy Thủy ơi, thấy Thủy Thủy mà. Em thấy Thủy Thủy mà, Thủy Thủy comment lên đi. Thấy Thủy Thủy á. Rồi, mà 9.000 cho em tặng cho người comment thứ 8 nha mấy chị nha. Em cứ đếm người đọc comment thứ 8 là ok. Bữa nay em sẽ không có đọc là 1 like, 2 like nữa. Tại vì có nhiều chị có tưởng đâu nghe cái tên của mình đọc lên á. Có tưởng là mình chốt quà. Sao đến hồi em chốt hàng có đòi quà không à. Mà quà đâu ra mà nhiều vậy mấy chị ơi. Bởi vậy cho nên em sẽ không có đọc 1 like, 2 like. Nhưng mà đến người thứ 9, người thứ 8 và người thứ 10 em sẽ đọc nha. Rồi tặng cho người comment thứ 8 này. Mà 9.000 kèm xin thoại giúp em. 9.000 nha. 9.000 là ghi 9.000 đàng hoàng nha. Đừng ghi mai là 9k là không đúng nha. Rồi Hằng, để em đọc người thứ nhất và người thứ 8 nha. Chị Hằng Phạm là người thứ nhất nhưng mà chưa không có được quà nha. Em đọc số thứ tự ha. Tặng người thứ 8 thôi. Tặng người thứ 8 thôi. Rồi 2 3 4 4 4 rồi. 5. Đến bom bé là 5 rồi ha. 6 7 7. 8 là chị, 8 là chị Oanh Oanh Trần. 8 là chị Oanh Oanh Trần. Số đuôi là 1000. Oanh Oanh Trần này cái khách có thông tin rồi đúng không anh? Oanh Oanh Trần nha. Oanh Oanh Trần, kiểm tra Oanh Oanh Trần liền cho em nè. Kiểm tra Oanh Oanh Trần giúp em ha. Em ghi Oanh Oanh Trần rồi. Rồi, đúng rồi, Oanh Oanh Trần. Rồi kiểm tra Oanh Oanh Trần giúp em đã chia sẻ 2 lần trang cá nhân chưa ha? Đã chia sẻ 2 lần trang cá nhân giúp em chưa nè? Oanh Oanh Trần ha. Oanh Oanh Trần được tặng nha. Rồi bây giờ em bắt đầu lên áo dài nha các tình yêu ơi. Em lên áo dài luôn tại vì khuya rồi không có chơi lâu được.
khuya rồi nên không có chơi lâu được ha, lên luôn. Lên luôn nha mấy chị nha, lên đồ luôn nha. Oanh Oanh Trần á? Chưa chia sẻ hả? Chưa thấy. Ồ, Oanh Oanh Trần chia sẻ rồi, tiếc quá, bị lấy lại quà rồi tặng cái người tiếp theo đi. Chưa thấy. Thấy hả? Này, không thấy. Ồ, Oanh Oanh Trần chưa chia sẻ cho cá nhân nha. Oanh Oanh Trần chưa chia sẻ cho cá nhân, Oanh Oanh Trần nha. Vậy em tặng cho người tiếp theo đi. Tặng cho người tiếp theo chị Oanh Oanh Trần. Oanh Oanh Trần đang chia sẻ cho anh em ơi. Hằng Phạm, chị Hằng Phạm, Hằng Phạm chia sẻ chưa? Chị Hằng Phạm mà chưa chia sẻ công khai là cũng chưa được đâu nha. Vô kiểm tra nha. Dạ. Yeah. Hằng Phạm mà chưa chia sẻ công khai cũng chưa được đâu đó ha. Rồi, chị Hằng Phạm chia sẻ công khai rồi hả? Ok, chị Hằng Phạm. Hằng Phạm số đuôi điện thoại là 799 đúng rồi. Hằng Phạm 0099 nè. 099 nha, 799. 7099. 7099 ha. Rồi em lên đồ luôn mấy chị yêu ơi. Mở dài đầu tiên em đang mặc mấy chị ha. Chân váy của nó bên trong là cái chân váy á, chân váy ren cái này nha. Đó, nó có vui vui. Đây nó có là bên trong là một lớp vải của bên ngoài á, là lớp lưới như vậy nha mấy chị nha. Và đây là áo dài ren ha mấy chị. Đó, một cặp áo dài thì tương như thế này, giá của nó chỉ có 125 thôi. 125 một cặp áo dài như thế này ha. 125 nha. Rồi mẫu em đang mặc này á thì eo cũng khá là thoải mái. Eo của em đây là đến 74 luôn á mấy chị. Em tới 74 luôn á. Chị nào tầm 1m6 53 cân 52 cân đổ về ha là ok nha. 1m6 52 cân đổ về. Comment cho em mạng của nó mặc số 1 125 nha. Mạng số 1 125. Chị nào thích mặc số 1 comment mặc 1 liền cho em nha, 125. Cái này á mấy chị ơi, nó để trong bịch nó còn hơi nhăn nha mấy chị nha. Mấy chị về mấy chị dùng một phát xong rồi cái nào mấy chị cùi phẳng lên là nó đẹp giả man luôn á. Cái này để trong bịch nó hơi nhăn một chút xíu nha. Rồi chị nào ưng mẫu này comment số 1 liền cho em. Chị có mẫu này chị số lượng ít nha, mẫu này số lượng ít. Chị nào ưng chút liền này, ưng chút liền mặc số 1 em ha. Chút liền mặc một chút em. Nhiệt quá, cảm ơn chị Trang nha. Cảm ơn chị Trang thân yêu. Rồi ưng comment mặc số 1 cho em 125k nha, 125k. Chị nào ưng comment số 1 liền này mấy chị ơi. Số lượng ít nha, số lượng ít không có nhiều đâu. Ở cái nào khách giá mình sẽ đọc không mấy chị. Ồ không được rồi. Thôi vậy. Hả? Không phải. Rồi này giang cầm cái chuyện thôi. Từ từ cho nó lót rồi. Rồi. Cái nào? Này hả? Rồi, xong rồi nha mấy chị ơi. Chị nào lấy số 1, comment số 1 này tay chim nha. Số 1 cho bà Út nè. Số 1 chốt cho bà Út nha. Số 1 chốt cho bà Út xinh đẹp. Số 1 cho bà Út xinh đẹp nha. Có đầm cho mẹ 63, 1m63 nặng 75kg không Thảo? Ồn, không có rồi gì nhóc luôn. Em không có về đầm trung niên. Không có về đầm trung niên ha. Rồi em lên tiếp này. Hôm nay có cả bé nữa ha. Có một cái em đang mặc á. Rồi hôm nay cái mẫu này nha mấy chị. Mẫu này xinh đẹp nhà mang luôn á. Đây, mẫu này ha, mẫu theo nhá. Mẫu theo này thì form của nó hơi bé. Mẫu theo thì form của nó hơi bé nhá. Mẫu áo dài theo form hơi bé. Form này là tầm 1m6 khoảng 50 cân. 1m55 khoảng 45 cân thôi. 1m55, 45 cân đổ về sẽ nha. Mẫu này sẽ đây sẽ cho mấy chị, đây là chân váy của nó này. Đó rất là dễ thương luôn. Rồi chân váy của nó là chân váy dài mấy chị ha. Chân váy dài rất là dễ thương như thế này. Rồi chị nào ưng mà vừa cái sẽ này comment liền cho em này. Màu này giá của nó là 135 nhá. Màu này giá 135. Chị nào ưng màu này comment cho em mặc số 2, 135 một set như thế này. Cái em mặc bao nhiêu tiền? Một em mặc 125. 125. Dạ. Rồi cái màu này là một set nhá. Một set size S, 1m50, 1m55 khoảng 45kg độ về. Rồi chị nào ưng cái mẫu này comment liền giúp em, theo rất là đẹp chứ chị. Cái xe áo dài này đúng đẹp luôn á, thật sự đúng đẹp luôn ha, cực kỳ sang luôn. Rồi comment mặc số 2 kèm số điện thoại cho em. Mã 2 số lượng ít, không có nhiều đâu. Thôi là size S hả? Dạ, size S. Số 2 là size S. Số 2 là size S hả? Comment số 2 liền tay giúp em nha. 135k hả? Dạ, 135k mặc số 2. Theo, điền trên comment số 2 giúp em đi, điền ơi. Comment số 2 giúp em nha. Ở dài theo cực đẹp luôn. Số 2 rồi. Dạ. Thế con bụng à? Con bụng màu đỏ thôi. Số 2 chị Hiền Vinh à. Số 2 chị Hiền Vinh ha. Rồi bộ này, rất là xinh nha mấy chị. Mỗi bộ nó có giá khác nhau nên em không ghim được ha. Nhỏ quá à, đúng là hơi nhỏ chị Bình Nguyên ơi. Hơi nhỏ nha. Mà cũng có mấy mẫu to đó. Thì chị Bình Nguyên tâm. Ví dụ như mẫu này rất là dễ thương luôn. Mẫu này đẹp cực kỳ, truyền thống nha. Màu này truyền thống cực đẹp luôn.
có cả form nhỏ dành cho con nít nữa, rất là dễ thương, có cả dài cho con nít nữa mấy chị nha, nhưng mà có được có vài chiếc thôi. Rồi em này eo của nó 76, đây eo áo là 76, mấy chị hai đằng sau có gì khóa nha. Một ngày biết 6, 55, 54 cân đổ về. Thanh Hà hỏi có hỏi một quần ha. Có cỡ như em không? Thế nào á? Là có, Thanh Hà mặc cái này nè. Đây, Thanh Hà mặc được cái này nè. Quần ống rồng. Quần đen ống rồng và áo dài có nút rất là dễ thương luôn. Rồi mẫu này, chị đang mẫu này biết 6, 55 cân đổ về. Comment liền cho em mã của nó. Thì đằng sau đi. Comment cho em mã số 4 nha. Em mã 4 đây. Mà 4 là quần nha, mà 4 là quần. Rồi chế độ mà 4 chút, mà 4 chùm em nha. Cầm mẫu dài chưa quen. Mà 4 size M mấy chị ơi. Size M nha mấy em, tới 76 luôn á. Chị để thoải mái thì 1m6, 54 cân là thoải mái nhất. 1m6, 54 cân là thoải mái nhất nha. Đó, cái set này giá. Ở quen chưa giá hả? Set này giá khoảng 135 luôn mấy chị ơi. 135, 135 luôn á. Siêu luôn 130, siêu cho tới luôn. Siêu luôn 130 nha. Xem cái shop nha. Nhưng mà chỉ áp dụng chế nào xe la chim thôi. Vẫn để giảm mang luôn. Eo bao nhiêu mà số mấy? Eo 76. Mạng số? Mạng là mạng số 4. Mạng số 4, mạng số 4 130, eo 76 mấy chị ơi. Mạng số 4 130, mạng số 4 130. Chế nào đây số 4, cầm em số 4 giúp em. Một set luôn nha, mấy chị gồm cả quần nha. Gồm cả quần luôn. Cầm em mạng 4 nhanh tay nha. Số 4 cho nhái kỳ á lý nè. Số 4 chị Hiền Dân là có không em? Hey. Em hết số 4 nha. Em xin thông báo là số lượng ít lắm mấy chị ơi, không có số lượng nhiều mà thôi á, không có số lượng nhiều nha. Rồi màu như em đang mặc như màu nu mấy chị, mấy cái màu này để trong bịch á, cho nên nhìn nó hơi nhăn một chút xíu. Nhưng mà mấy chị ơi, ren này ren xịn, nó không bị xước. Mấy chị về mấy chị dụ cho em, tức là giặt á, dụ có nghĩa là giặt á, thì bắt đầu dụ á. Rồi sau cái mấy chị mới phơi lên ha, sau đó mấy chị ủi cho em một phát, em nói là nó đẹp như cô tiên nhắm chồng luôn mấy chị ơi, xinh cực kỳ. Rồi màu này eo 74. Ừ, eo 74 đổ về. Eo 74 đổ về mấy chị ha. Đây, eo 74 đổ về. 1m6, 52 cân. 1m6, 52 cân. Đây là chân váy nha. Rồi chị đơn mẫu này. Comment liền cho em mã nu. Chúc mã nu cho em giống em đang mặc nha mấy chị. Giống đang mặc luôn mã nu. Eo 74 đổ về ha. 1m6, 52 cân. Rồi comment mã nu giúp em nha. Mã nu đằng trước này, chị thương cho mấy chị. Giống giống mẫu đang mặc ha. Dạ. Mẫu này là giá 125. Màu này là giá 125 một set nhé. Chỉ 125 thôi được một set thôi chị ha. 125 một set này. Chị đã ưng nu chút nu cho em nu quá đẹp luôn á. Nu nhẹ nhàng mà dễ thương, chỉ có 125k. Eo 74 125k. Mã nu eo 74 125k này. 125k chị nha. Số lượng có hạn mấy chị ơi, số lượng có hạn nha. Số lượng ít lắm, không có nhiều. Số lượng rất là ít luôn. Đó thật số lượng rất rất em là ít. Em bỏ vòng ghim đi em. Số lượng rất là ít nha. Không có nhiều nha. Cho nên mấy chị cầm đi nhanh tay nha. Mà nu chút, mà nu chê. Nhưng mà ngồi chi vậy nha. Ngồi chi vậy. Rồi. Cái này cho mấy chị xếp này nha. Quá dễ thương luôn. Đây, xếp rất là dễ thương luôn ha. Một cái chân váy dài. Với lại một cái áo dài theo nha. Theo màu trắng rất là dễ thương, cao cấp cực kỳ luôn. Nhưng mà size nhỏ. Cùng lại cái theo này size khá là bé nha. Đó, eo á. Nô cho chế Kim Xuyến à. Chị Kim Xuyến 9839 cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Chị nào eo to thì mình chịu khó mặc áo dài ren giống như em đang mặc nha. Còn chị nào eo nhỏ nhỏ á. Nãy em nói 125 hay 120 ta? 125. Chị nào mà eo nhỏ nhỏ thì mình có thể mặc những cái dạng giống như em đang mặc nha. Như cái này á, eo của nó tới 74 luôn á mấy chị. 74, 72 luôn. Nhưng mà tay của mấy chị sẽ mặc bị chậm nha. Như cái áo dài này nè, là eo của nó 72 luôn. Nhưng mà tay á sẽ mặc bị chọc nha, ví dụ như tay em là mặc bị chọc này. Ví dụ như vai của em á. Nu cho VV hai cái nè. Nu cho Chi Ân nè. Ví dụ như cái này này, tay em mặc nó sẽ chọc. Tay này mặc sẽ rất là chọc cứng luôn này, nó mấy chị thấy không? Mặc nó cứng luôn. Đó, nhưng mà cái eo là mặc vừa. Cho nên đối chỉ đối với chế nào mặc sẽ ép thôi nha. Chế nào có bờ vai thon á, sẽ ép đổ về thôi. Tầm sẽ ép á, tầm mét 6 khoảng 50, 48 cân. Còn mét 55, 48 cân, mét 6 đi. Còn mét 55 thì khoảng 45 cân đổ về thôi á. Rồi chị đã ôm áo dài theo này 135. Comment liền cho em mã của nó mã số 10. Đáng 10 điểm luôn mấy chị. Mà đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc luôn ha. Cái này đi chụp hình em đảm bảo hả. Đẹp giả mang luôn. Đi chụp cái mùa này. Đẹp cô cô 135. Trắng 135 mã số 10 mấy chị ơi. Eo bao nhiêu? Eo bao nhiêu?
không có yêu được cái này, thì size S là 1m6 tập cân thôi. Size S, size S hả? Ừ, size S. Mét size... 6 khoảng 48 cân. Size S mã số 10 là 135k nha. Mét 6 48 cân là số 10. Mã số 10, Thúy Linh Lâm khách mới chưa có địa chỉ chưa chốt được nha em ơi. Số 10 cho Su Su 693 này. Số 10 set cho Su Su. Số 10 set cho Su Su ha. Rồi set áo dài của bé mấy chị ơi. Set áo dài của bé ha. Đây dễ thương chưa, cực kỳ cưng luôn. Đó, cực kỳ dễ thương nha. Rồi cái chân váy này giữ hơi dài, mấy chị về cắt ngắn lên chút xíu cho bé nha. Mấy chị ơi, chị nào khách mới chốt hàng bên em á, để lại comment cho mã số kèm số điện thoại đầy đủ em mới chốt được nha mấy chị nha. Số 10 hiện tại số 10 cho Su Su nè. Số 10 cho chị Thắm Nguyên nè. Còn số 10 không em ơi? Em hết số 10 nha. Rồi. Ok, cảm ơn chị Kim Xuyến. Chị Kim Xuyến có địa chỉ rồi này, cảm ơn chị nha. Cái áo dài đang tầm áo dài cho bé mấy chị ơi, tầm khoảng 17-16 cân đổ về nha. 17-16 cân đổ về á. Cái áo dài cho bé nha. Cái chân váy này á, nó hơi dài một chút xíu, thì mấy chị về cắt ngắn lên cho bé một chút nha. Để cắt lên vài chút là được, mà chỉ cần lấy kéo cắt thôi chứ không cần phải đặt chỉ hay bắt sổ gì đâu nha mấy chị nha. Chỉ cần lấy kéo để cắt lên chút là được thôi, không cần phải bắt sổ. Còn chị nào khỉ hơn á thì bắt sổ cho con cũng được ha. Đó, rất là dễ thương luôn. Rồi một set chân váy, một set áo dài cho em bé giá là 105 nha. Áo dài em bé 105, chị nào lấy chốt mã bé cho em, mã bé tầm 16 con đủ về ha. Rồi chốt mã bé cho em nha. Chị đơn bé cho mà bé nhanh tay giúp em này, mà bé 105 ha. Rồi xuống bé này, mà bé 105 giúp em. Chúc mà bé nha, mà bé 105. Mà bé 105 với chị ha. Mà bé thì thương ha, con gái ha. Cho nó mặc bé này. 8 tuổi mặc vừa không? Em không biết, không biết chị không có tại lần. Vì con nít cỡ của nó tùm lum lắm mấy chị ơi. Đứa mập đứa gầy tùa lưa ấy. Em không có lần, em chứ có con. Em chỉ có con em có rằng, mà em chỉ có biết là cỡ bao nhiêu cân thôi, cỡ 16 cân ấy chị. Nó nhắm giùm em cho 16-17 cân gì đó đủ về á, tại em chưa có con nít á. Em chẳng biết 8 tuổi nó bao nhiêu cân nữa. Chị tình luôn á. Cho nên chị nào mà có con cỡ cỡ số cân đó thì mình chốt cho con nhé. 105 ngàn á mấy chị. Má bé nè, chốt má bé nha. Má bé cho chị Doanh Lê nè. Chị Doanh Lê cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Doanh Lê, mà bé cho Doanh Lê. Mà bé chốt cho chị Doanh Lê ha. Rồi, áo dài người lớn nha mấy chị. Đây, dễ thương chưa? Dài, cái này thì nó cực dài luôn ha. Đây, nó dài lắm nha. Cái này chị nào chốt có thể mặc cặp với lại con của mình được nha. Mặc cặp với bé ha, mẹ mặc cặp với bé được. Xếp em đang mặc hết rồi mấy chị ơi, xếp em đang mặc hết rồi nha. Còn xếp giống em đang mặc cho màu khác nha mấy chị nha, màu trắng. Còn giống em đang mặc màu trắng nha. Với lại màu nu, còn giống em đang mặc màu trắng với màu nu, chứ nào lấy thì cốt trắng hoặc nu giúp em. Mấy chị ơi, cái bộ màu đỏ này chị nào lấy thì em phải tư đồ về nha, mét 6-52 cân. Còn bên mặc đỏ cho em luôn, bộ đỏ giống cái bộ em bé hồi nãy á. Hai mẹ con mặc tập đẹp lắm nha. Rồi chốt cho em mặc đỏ luôn, mặc đỏ giá 130. Mặc bé bao nhiêu em ơi? Dạ. Mặc bé là 105, mặc bé 105, mặc của mẹ là giá 130. 130 xít này nha mấy chị, 130 xít này ha. Đó, 130 là không bằng tiền công may áo dài luôn mấy chị. Đẹp lắm, cái này là đường may của chị nó đẹp lắm, nó không có bị nhăn nhúng nhúng ha. Bé 105 hả? Bé 105, mẹ là 130 này. Mẹ 130 này, như vậy 24 đủ về. Nên 652 cơ. Đây mặt mẹ này. Mà mẹ là mã số, mà đỏ. Mà mẹ là mà đỏ nha. Mà mẹ là mà đỏ mấy chị nha. Chị nào lấy đỏ chút mà đỏ cho em đi. Chút đỏ ha. Rồi em có hai cái áo dài bé. Hai cái áo dài bé này. Đây, hai cái áo dài bé nhưng mà không có quần nha mấy chị nha. Áo dài bé không quần. Đây, áo dài bé mà không có váy ha. Có set 10 tuổi 35 kg không? Rồi, em không có, không là... có đâu mấy chị. Đỏ, em đỏ chứ. Em chỉ có mấy đỏ chậm chậm với chị tiền. Đỏ năm này. Dạ. Đỏ năm mấy chị tiền vậy. Đỏ giá 130. Đỏ 130. Đỏ 130k cho chị Tuệ Nghi này. Đây, chị nào có bé mang áo dài số 5 ha. Áo dài này mấy chị về mua quần lét jean cho bé mặc nha. Mấy chị phối chung cái quần lét jean cho bé nha. Cái này thì không có chân váy. Cái này không có chân váy, bán 99k nha. Cái này không có chân váy ha mấy chị ha. Không có chân váy này, 95k luôn. Sale hết. Sale 95k cho bé mặc cho đẹp ha. Ok đó. Chị Tuệ Nghi. Thật ra là áo dài của bé mặc lắm. Chị Tuệ Nghi không lấy đỏ này, cảm ơn chị này. Lấy con bé này. À chị có lấy bé này hả? Rồi, cái bé này số 5 mấy chị. Số 5 là bao nhiêu cân nhỉ? Tầm 17 cân đủ về đúng không? 17-16 cân đổ về đúng không? Rồi chị nào lấy cái bé này chốt cho em mà hồng luôn đi. Chị nào lấy cái bé này chốt mà hồng luôn nha. Chốt mà hồng.
comment màu hồng cho em luôn thì nó có con rút liền ha. Lỡ 130 sớm hút lanh quá vợ. Nhưng mà thôi cứ ghim này cho mấy chị ước ước chừng rồi đó ha. Ước chừng rồi đó đi chứ không phải vậy đâu ha. Lấy em xếp màu, màu đang mặc ở nhà shop có màu khác xong biết lấy không? Nếu mà lấy màu khác đó thì chỉ còn màu nu với màu trắng nha. Màu mặt chỉ còn nu và trắng thôi. Rồi chế nào lấy hồng của bé, chốt hồng cho em ạ. Hồng, hồng là size số 5 nha, hồng size số 5. Anh Giang chia sẻ đi để em vào xem với. Ủa là sao? Sao được? Anh Giang đang chia sẻ nãy giờ mà. Rồi, tiếp theo mấy chị ơi. Màu đang mặc màu trắng nhá. Lên màu đang mặc màu trắng này. Ok. Vô Facebook của anh đi. Đây em lên màu đang mặc màu trắng nha. Màu này em còn màu trắng với lại màu đây. Còn màu trắng với màu nu nha mấy chị ơi. Cái màu giống em đang mặc còn màu trắng với màu nu nha. Đây màu trắng với nha mấy chị ơi, đẹp hoàn hảo luôn. Đây, đẹp hoàn hảo luôn mấy chị. Màu đó. Trắng thì phong to đó. Ha. Trắng thì phong cũng to á. Cái hồng á, hồng đó của bé. Hồng của bé. Ok, vô nick của anh lại đi, vô nick của anh đi, em xem là chia sẻ lại được. Ok, hồi nãy cái mẹ đó. Cái mẹ đỏ á. Mẹ đỏ cho chị Kim Xuyến một set nha chị ơi, chị mẹ Kim đỏ. Xuyến nè. Cho Kim, chị Kim Xuyến, Kim Xuyến có lấy bé luôn không? Lấy nu, thảo mặc, ok nu của em mặc cho chị Hiền Dinh nè. Nu chị Hiền Dinh. Rồi màu gần giống màu em mặc, màu trắng nha. Đây cái màu trắng. Đây, rất là dễ thương luôn. Rồi màu này chị nào lấy cứ comment trắng cho em. Comment màu trắng giúp em nha, màu trắng. Đó, đây là chân váy nha mấy chị. Đây là chân váy, một chân váy dài ha. Rất là dễ thương luôn, màu trắng ha. Rồi đi thử cho trắng cho lên cho nó đẹp nè. Rồi, chị nào lấy trắng, chốt trắng cho em nha mấy chị ơi. Trắng là tầm 74 đổ về mét 652 cân nha. 74 đổ về mét 652 cân mấy chị nha. Chị nào lấy trắng, chốt trắng cho em luôn. Màu trắng nha. Mà trắng này, hết màu hồng hả chị? Hết đúng rồi, hết rồi. Hồng, hết nu rồi, còn trắng thôi mấy chị ơi, còn trắng thôi. Trắng với đỏ. À, còn màu khác nữa, màu khác mấy chị ơi. Màu khác nha. Đợi xíu em thay cái dài trắng cho mấy chị coi ha. Cái màu đen cái gì đấy. Không sao. Cứ bình tĩnh nghe. Chỉnh cho, để anh chỉnh cho. Kéo tóc lên. Kéo tóc vào bên. Mấy chị ơi, xe like nhiệt tình giúp em nha mấy chị. Lên hội nhóm và trang cá nhân nha. Lên hội nhóm và trang cá nhân giúp em nha. Tôi bươm vô thử rồi ha. Thử đồ lâu quá. Đây. Đây ha mấy chị. Đây là màu trắng nha. Cái này mấy chị có thể mặc đi lên chùa hoặc là đi nhà thờ được mấy chị nha. Đi chùa hoặc đi lễ ha mấy chị, đi lễ thờ á, rất là đẹp luôn. Rồi chị đâu cái trắng, comment trắng liền cho em. Mà trắng là do 74 đổ về, 1m6 khoảng 50 m6 khoảng 52 cân được. Nha. Chuyển đi Hoàng Hảo, chuyển đi. M6 52 cân mấy chị nha. Chị nào ôm chốt liền cho em mà của nó mà trắng ha mấy chị, chốt mà trắng liền giúp em. Cái trắng mặc quá nhẹ nhàng và dễ thương luôn thật sự. Mặc nó đẹp và lớn đẹp luôn mấy chị. Rồi trắng số lượng ít. Trắng cho chị Ngọc Thảo này, em hết luôn rồi nha chị ơi, em chốt cho chị được trắng thôi nha. Trắng cho chị ăn này. Trắng cho Ngọc Thảo, trắng cho chị ăn. Còn một trắng rồi là hết nha. Chỉ còn một trắng thôi là đang mặc, còn một trắng đang mặc là hết nha. 125 hả em? Dạ. 125 nha mấy chị ơi, màu trắng 125k nha. 125k ship này. Trắng này là 125k nha. Chị nó lấy trắng, chút trắng cho em này. Trắng chỉ có một màu hồng em hết rồi chị Lý Phạm ơi, em còn màu trắng thôi. Em chỉ còn một cái màu trắng thôi. Hết hồng rồi. Hết hồng. Hết nu. Trắng này mấy chị mặc đi nhà thờ rồi đi chùa đẹp lắm nhé. Rất là đẹp trắng, và sang. Trắng cho chị Tuệ Nghi, em thấy chị Lý Phạm mà. Trắng cho Tuệ Nghi. Để xem cái cổ áo nào. Đây, xem cái cổ áo ha. Cổ áo đây nha chị yêu ơi. Trắng cho chị Tuệ Nghi không ra. Thì Tuệ Nghi hết trắng là hết trắng nè. Trời ơi, em cũng muốn một cái trắng. Cái này đi nhà thờ đẹp nè. Quá dễ thương luôn, rất là thước tha. Đi chụp hình cũng đẹp nữa ha.
chụp hình cũng rất là đẹp luôn. Em hết trắng rồi, tiếc quá. Rồi, còn màu trắng mà kiểu khác nha mấy chị nha. Mấy chị đợi em chút, em sẽ lên cho mấy chị ngắm. Rồi, màu này. Chị nếu màu này comment yêu cho em mà của nó mã số 10 nha. Chúc mã 10 giúp em. Mã 10 này không to này. Mã 10 này à. Mã 10 này 56 con đổ về ok luôn mấy chị ha. 56 con đổ về ok luôn. Nhưng mà mấy 6 nha. Mấy 6, mã 10. Nhắc lại giúp em ấy. Mã 10 mấy 6 đổ về. Bao nhiêu cân? 56 cân đổ về. Má 6 nha, má 6 nè. Má 10 1m6, 54-56 cân đổ về. 56 cân đổ về, mét 6. Comment mã 10 giúp em. 1m55 là... trời ơi, khoảng 50 cân thôi nha. Đúng rồi, mét 55 50 cân. Mét 55 là 50 cân. Mã số 10. Mã số 10. Bao tiền? Màu trắng ấy, em hết rồi. Cùng 125. Màu trắng em hết rồi chị Lý Thảo ơi, chị Lê Thắm. Em còn màu khác thôi, còn màu khác nha, chỗ này đẹp quá. Màu số 10 cho chị Kim Xuyến này. Mã 10 cho Kim Xuyến nha. Chị Kim Xuyến ơi, chị khách mới bên em ấy. Nếu mà chị chốt hàng bên em cũng nhiều á, nên là cái gì chị mai, chị đồng ý cọc cạc để mai đi đơn thì ok giúp em nhá. Còn chị không đồng ý thì thôi, em có thể chốt cho người khác nha. Tại bên em khách mới thì em sẽ không ưu tiên chốt nhiều nha. Nên là chốt ít để nhận hàng xem cái mẫu mã chất lượng bên em thế nào có hợp với chị không thì lại sau mình chốt thêm luôn nha. Đúng rồi, cho nên chị có gì chị đồng ý thì ok giùm em đi. Còn không đồng ý cũng không sao đâu. Không đồng ý thì có gì để em chốt chị vài cái thôi. Chốt chị một hai bộ gì đó thôi ha. Rồi mẫu này nha mấy chị. Chị đơn mẫu này comment liền cho em là mã của nó là mã số 7 nha. Mã số 7, chốt mã 7 giúp em này. Cái này chưa lột cái váy ở bên trong rồi này. Mã 7, chị nói lấy mã 7, chốt mã 7 giúp em nha. Mã 7 theo mấy chị ha, mã 7 giúp em, chưa có kéo này lên nha, kéo khóa cho em nha. Kéo khóa giúp em đấy. Mấy chị ơi, xe lai mạnh tay giúp em đi mấy chị. Xe lai mạnh tay nha. Ô, mẫu này có một cái thôi hả? Chị Kim Xuyến ok kìa. Mẫu này là cái đầm luôn. Mẫu này là cái đầm luôn nha mấy chị ơi. Cái đầm luôn ha. Để cái này mặc luôn vậy luôn quá. Rồi, đây là một cái đầm luôn nha mấy chị. Cái đầm này là mã số 7 nha mấy chị ha. Chị nào lấy chốt mã 7 cho em nè. Theo như vậy rất là đẹp ha mấy chị ơi. Đẹp giả mang luôn. Đẹp giả mang con ngang luôn ha. Chốt mã 7 cho em nè. Mã 7. Mã 7 này 54 cân đổ về nha mấy chị nha. Mấy 6. 54 cân đổ về. Chứ nào lấy mã 7. Chốt mã 7 giúp em nha. Chốt mã 7. Mã 7 của mét 6 54 cân đổ về nè. Chốt mã 7 giúp em nha. Ok Ngọc Thảo nha. Vậy trắng em còn một cái này. Chị Lý Phạm có lấy không chị ơi? Chị Lý Phạm có lấy không? Cái màu trắng em vừa thay ra đó. Chị còn một cái nha. Chị Ngọc Thảo không lấy. Chị Lý Phạm lấy thì để lại cho em số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok chị Kim Xuyến nha. Ủa Lý Phạm mới quen mà giống chị vậy? Không. Chị Phạm mà khách mới em ơi. Mới hả? Ừ đúng rồi. Lý Phạm khách mới. Dạ. Dạ là lấy hả? Không biết. Em đang dặn em ấy. Rồi màu này cục nơ cái cổ nha. Chị nơ màu này. Comment cho em mã 12 nha mấy chị nha. Chúc mã 12 giúp em. Đây, chị nơ màu này chúc mã 12 giúp em. Đây là chân váy nha, là chân váy. Rồi comment mã 12 giúp em này. Mã 12, 12 1m6 52 cân đổ về. Comment mã 12 giúp em. 12m6 52 cân đổ về nha. Eo của em này tầm 70, 74 đổ về ha mấy chị. 74, 72 gì thôi ha. Nói chung là tầm size L, size M là mang ok á. Size L, size M ha mấy chị ha. Rồi, chị đơn kéo dài để comment liền cho em là mã của nó là mã số. Mã số. Mã số nhiêu? Mã nhiêu nhờ, mã nơ đi. Mã nhiêu chẳng nhớ là chút mã nơ cho em cũng được. Cái cổ nó có nơ, comment mã nơ ha. Rồi mã nơ với em cũng được nha. Để trắng cho chị vì em. Ok, trắng vậy em chốt cho chị Bình Nguyên nha. Chị Bình Nguyên trắng nha. Mã nơ. Bình Nguyên trắng nè. Mã nơ này. Chị nó lấy nơ, chúc nơ giúp em nha. Chúc mà nơ. Comment mà nơ luôn nha mấy chị. Chúc mà nơ nha, mà nơ. Em hết trắng nè. Mã 12. Mã 12 hả? Mã 12. Mã nơ là mã 12 nè. Mã 12 là mã nơ nha. 12 chị cởi nghi nè. 12 45 ký vừa thì lấy nhái kìa chị Mai Trang kìa. 45 ký chị Mai Trang vừa không?
12 chị Mai Trang vừa không? Vừa. Chị cậu em chứ mấy? Cậu em là vừa. Chị có hỏi có vừa không để chị lấy. Nhờ nhưng mà chị ấy lấy rồi. Có một cái thôi hả? Có giống cái này không? Không không, cục nơ nó còn cái à? Vậy hả? Để em cái này thôi. Đang mặc ở mã số 10 nha, mấy chị ơi đang mặc mã số 10 nha. 10. Ủa, 12 và tím ơi. Rồi. Ồ, khó quá, khó quá. Em đang mất tập trung, em đang làm việc khác. Rồi mẫu này mẫu áo dài trắng nha mấy chị ơi, dài trắng nha. Chị nào ôm dài trắng này, chưa chốt được còn bê liền cho em mã số 5 đi. Lạc qua, lạc qua. Cho nó 12 đó. 12 em hết rồi chị ơi, 12 em có một cái em chút cho chị Tuệ Nghi mã 12 là em hết rồi chị ơi. Nếu chị Kim Suý không thích cái mẫu đỏ mè thì em để chốt cho chị khác cũng được không sao chị nhá. Tuệ Nghi này. Rồi em này mã số 5 yêu nhỏ nha mấy chị ơi. Mã đang mặc em chốt cho chị Văn Lương đuôi 7161 này. Chị Văn Lương cho em xin thêm địa chỉ nha. Rồi mẫu em đang cầm là size M, size M eo 68-70 nha. Bao nhiêu em ơi? Dạ em đó thì cùng với giá 130 đó anh. 130. Rồi set áo dài này nha mấy chị. Set áo dài ren này ha. Áo dài ren này nha mấy chị ơi. Chị nào ôm áo dài ren này comment liền cho em này mặc 68 eo 68 độ về nha. Em đang mặc có màu khác không? Không không không. Em thấy chị Xuân Hình Tuyết nha. Mã số 10 em hết rồi. Số 10 em hết này. Số 12 em cũng hết nhá. 12 số 10 cho chị Văn Lương, chị Văn Lương cho em xin thêm địa chỉ liền nha chị ơi. Cái này là số 5. Cái trắng này là số 5. Yêu 68. Còn comment là số 8 chứ. Livestream gì bị đọc ghế. Cái em đang mặc bao nhiêu tiền? Cái em đang mặc là giá 120. Cái em đang mặc là 120 nha, dài theo áo ốc theo áo vàng rồi. Vàng cách tân dài á. Là 120 ha. Lên nhà gấm luôn mấy chị. Em lên gấm luôn ha. Mấy chị đợi chút em thử bộ gấm đó cho mấy chị coi nha. Đợi một chút em thử bộ gấm nha. Đã mặc 7, em chốt má 10 rồi chị Tự Nghi không sao đâu. Cái màu trắng. Em chốt sảng lắm nên chị Kiên chị chốt. Có chị nào lấy màu trắng không? Trắng gì? Ở dây trắng cả. Ai biết đâu. Yêu 68 á. Nhắc lại hỏi mấy chị coi. Có chị nào lấy dây trắng yêu 68 không? Ok Văn Lương nha, Văn Lương có địa chỉ rồi. Chị Trương Ngọc Phi Yến ơi, Trương Ngọc phải chị Ngọc Phi Yến không? Chị Trương Ngọc Phi Yến em hết mã 10 rồi chị ơi, chị thông cảm nha. Chị chốt mã khác giúp em nha chị ơi. Hôm nay lại không thông báo, đúng rồi giờ này Facebook nó vui thì nó thông báo cho em, còn không vui là nó tắt thông báo của em chả biết thế nào mà lần với chị ạ. Yến chốt màu khác đi Yến ơi. Cho điều mã 10. Đợi em xíu em thử cái bộ dài gấm này nha mấy chị. Đừng bỏ em đấy chị ơi. Đợi em xíu nha. Đây ra liền lại à. Lại à. Đây ra nha. Dễ thương chưa? Dài gấm nha mấy chị. Cái này đúng là thấy không khí Tết luôn. Đấy mà. Ủa là chị Hiền Dinh, chị Tuệ Nghi lấy mã số 7 á hả? Chết mà rồi. Mà 7 là mã gì? Đây này. Sớt vào rồi. Mày chốt nhầm mã hả? Không, em không biết là mã số 7. Em tưởng chưa ai lấy, em chốt cho Văn Lương rồi. Để cho em coi còn là coi còn sót, em chốt cho chị Tuệ Nghi sau nhá. Rồi mà gấm. Chị nào đéo dài gấm, comment mà gấm giùm em nha. Chị Tuệ Nghi được một đợi chút, em đi kiếm lại coi không biết có còn sót cái nào không nha. Dài gấm về. 125, set này 125k nha mấy chị. Comment mà gấm giúp em 125k. Chị nào đéo gấm, gấm này là 1m6 khoảng 52 cân, đổ về 1m55, 47 cân mấy chị nha. 1m55, 47 cân, 1m6 khoảng 52 cân. Comment mà gấm giúp em nha mấy chị. Đây ngồi xuống cho mấy chị xem cái nét đẹp ha. Mà gấm nha. Cái này chụp hình đẹp ha mấy chị. 125. Ý 130 á. Em không biết. Thôi là 125 luôn. 125. Cái này 130 mới đúng. Rồi 125 mấy chị ơi. Chị nào ơn chút liền cho em thử màu khác nha. Comment nhanh tay cho em nè mấy chị ơi. Comment nhanh tay nha. Nhanh tay nha. Ủa cái này có quần nữa nè. Rồi 125. Chị nào ơn chốt nhanh tay giúp em, chốt nhanh tay mẫu giúp em. Mẫu trắng eo 68 đổi bộ con cò lấy mẫu trắng eo 68 được không? Em mẫu trắng eo 68 là cái nào vậy em? Đây trắng eo 68 nè. Cho đổi lần cuối nha. Lần sau em không cho đổi nữa nha. Chị eo 68 thì chứ đổi cái bộ trắng này cũng được. Đây nè, bộ con cò là cái bộ màu đỏ, cái bộ đó eo to. Đấy gì? Bộ con cò cơ. Mà con cò đi nè. Em mới là con cò nè. Ok rồi. Chị Kim Xuyến nha. Đổ cho chị Kim Xuyến rồi nha. Em lấy lẻo dài gấm này.
Gấm 125, gấm 125. Lai bán 155. Gấm 2 cái cho Vivi này. Gấm 2 cái cho bà Vivi nha. Đâu rồi, cái bịch kim xuyến đâu? Đây, bịch của kim xuyến ghi lại được khác. Bao nhiêu tiền vậy? Cái trắng này bao nhiêu tiền? Trắng là 125. Trắng là 125. Không gọi mày. Không gọi nên là vừa chị không Thảo. Chị đeo. Chào chị Thảo. Đây, chị Thảo vừa bộ đi nè. Chị Thảo vừa cái cổ gấm con cò này nhá. Vừa không? Đây, chắc vừa. Không? Chắc, em nghĩ là vừa tại nó to lắm. Nghĩ là chắc vừa tại nó to mà. Ok. Lần 2 cái nữa được không? Cái bộ vàng, bộ cái gấm là bán gì về em nó không được mã vậy. Gấm à, gấm. Mã gấm bao tiền? 125 hả? 125. Mã gấm 125, gấm cho chị Lê Thắm này. Đó, cái này Thảo vui gấm mà. Gấm cho chị Lê Thắm 0291 này. Gấm cho chị Hiền Trinh này. Ủa, gần hết gấm rồi mấy chị ơi, chị chốt lại hay là hết gấm rồi này. Gấm cho chị Hiền Trinh nha, 125 Thảo ơi, Thảo vui nha. Thảo chốt mã cò cho em nha. Con hạt chứ chốt mã hạt, nó chốt mã cò tục quá. Chốt mã hạt cho em nha. Nghe cái từ con cò cái nó mất sang à. Mà hạt. Cái này là cùng một mẫu với em mặt đúng không? Ủa sao có cái màu trắng trong đây vậy? Sao có cái vùng không thì có. Không. Cái này cái vùng không mà. Bây giờ hả? À còn rớt à, còn sót một cái trắng. Rồi mà Gấm cho chị nương trà, gấm cho chị nương trà một cái nữa nè. Mấy chị ơi, không phải cái đỏ em đang mặc đâu nha. Cái đỏ em mặc là mã hạt. Còn gấm đấy nè. Không biết rồi, biết rồi. Còn cái đỏ là mã hạt nha, đỏ là phong to. Đấy, bộ vàng, đúng rồi, gấm là bộ vàng nha. Còn đỏ là... Còn đỏ là phong to là mã hạt nha, mã hạt. Mã hạt 125. Chị Cao Thu Thảo lấy chút liền mã hạt giúp em. Phong to nha. Lê Thắm có cái gấm vàng lắm mặt nha, Lê Thắm nè. Đây, mã hạt, chị nói lấy hạt chút. Lê Thắm có địa chỉ bên anh, em mời nó chứ có địa chỉ, cho anh xin thêm địa chỉ nha, Lê Thắm nha. Lê Thắm 039 125 mã hạt 4. Đây còn một bộ duy nhất. Chế nào nhanh tay chụp liền mã hạt nha. Đây mã hạt nè anh, còn một bộ duy nhất thôi. Ok. Thì mi tay nãy giờ không lên theo hoa anh đào chưa ạ? Có theo hoa anh đào không? Theo hoa anh đào bán hết rồi mi tay ơi. Đó mấy bộ trắng trắng màu nu nu này bán hết rồi đó. Bán hết rồi mi tay ơi. Rồi tiếp. Chị Cao Thu Thảo không thích hạt hả? Hay như vậy. Rồi em lên bộ áo dài quần nha mấy chị. Áo dài quần ha. Rồi chị nào thích áo dài quần nè. Ở một bộ này có 125 thôi mấy chị ơi. Chị nào thích bộ áo dài quần comment mã cho em là mã số 11 nha. Chốt mã 11 giúp em. Áo dài quần nha mấy chị nha. Đây áo dài như thế này ha. Rồi phụ với cái quần nha mấy chị. Mét 652 cân đổ về. Mét 652 cân đổ về nha. Chị đã ơn là bộ này comment mã 11 giúp em. Mét 652 cân đổ về. Đây mã 11 nha, mã 11. Comment mã 11 liền giúp em. Có 2 tầng, có 2 lớp. Lớp ren và lớp phong không mấy chị ha. Lớp ren và lớp phong nha. Chị nào lấy 11 comment 11 cho em nè. 11 mét 652 cân. Comment mã 11 nha. Yeah. Trời ơi, không tập trung gì trơn á. Mã 11. Bộ siêu phẩm nha. Lên một bộ siêu phẩm. Đây em lên một bộ siêu phẩm nha mấy chị. Bộ siêu phẩm rất là dễ thương luôn. 11 cho VV nè. Cực kỳ cân nha. Bộ số lượng có hạn, số lượng có hạn nha mấy chị ơi. Gần hết mấy chị ơi, gần hết rồi. Gần hết nha. Còn có vài bộ thôi mấy chị ơi. Chị nào chưa có dài chốt nhanh tay nha. Chị nào chưa có dài comment nhanh tay nha chị ơi. Comment nhanh tay nha. Rồi em áo dài này yêu của nó là khoảng 72 72 độ về nha chị. 72 độ về em siêu phẩm đi ha. Cực kỳ dễ thương luôn. Đó cực kỳ đẹp luôn ha. Được phối với trong cái ren nha mấy chị nha. Bộ này giá của nó là 160 một bộ nha mấy chị. Bộ này giá 160 nha. Đó trong cái ren như vậy ha. Rất là dễ thương, giá 160 mấy chị ơi. Đằng sau này nó có phấn mây. Cái này hình như phấn mây của nó hay sao á. Đây mờ mờ hả mấy chị. Vết mờ mờ màu hơi vàng nhạt nha, em sale luôn. Đây mấy chị phải giặt giúp em ha. Nó hơi mờ mờ một chút xíu màu vàng nhạt mấy chị thấy không đây nè. Đó nó hơi mờ mờ một chút xíu nha. Em sale ha mấy chị, sale rẻ luôn nha. Em sale luôn, em sale với giá 130. Chị nào lấy chốt cho em mà của nó mà 130. Bộ trắng nơi cột trên cổ còn không chị. Hết rồi nàng ơi.
Rồi, chị nào lấy bộ này 130 comment mã 30 giúp em, mã 30 130 nha. 1m6 khoảng 52 cân đổ về, comment liền giúp em này. Comment nhanh tay giúp em nha, comment nhanh tay. Mã 30 130. Mã 30 130 giúp em. Mã 30 130 có mấy bộ em, một bộ thôi. Một bộ duy nhất. Mã 30 130 này. Mã 30 130. Comment mã 30 giúp em, eo 72 độ về á, mét 6 50 cân ha. Mã 30 cho chị Xuân Huỳnh Tuyết nè. 30 cho Xuân Huỳnh Tuyết. 30 chốt cho Xuân Huỳnh Tuyết ha. Rồi, bộ này hôm nay em mặc thử nha mấy chị. Bộ này có 130 có lộ không? Không, tại vì đằng sau lưng nó có một vết á, vàng vàng giống như phấn mây đồ á. Cho nên em xem. Ok. Rồi, bộ này nha mấy chị, bộ này nha. Bộ này là cái áo dài hồi nãy em vừa mới mặc thử á mấy chị. Đây nó còn sót lại một bộ. Chị nào ưng chốt liền cho em mà của nó là mã số 9. Chốt mã số 9 giúp em nha mấy chị ơi, mã số 9. Chị nào lấy số 9 comment số 9 liền tay giúp em. Chị Xuân Huỳnh Tuyết ơi. Cân. Chị Xuân Huỳnh Tuyết ơi, để ý điện thoại shipper giao hàng giúp em nha chị ơi. Shipper giao cho chị mà gọi một không gọi cho chị được á. Để ý giao hàng, để ý shipper báo giao hàng giúp em nha. Thật hẳn ra. Rồi chị nào lấy số 9 comment số 9 giúp em nha. Số 9. Mã số 9. Trời ơi sao mà đẹp. Đẹp lụt sụt cho mấy linh. Này sao phối màu hồng được. Rồi bộ này mấy chị phối kéo dài này, mấy chị phối với collecting giúp em. Ờ, màu cho váy đâu. Cho váy trắng lấy trong váy trắng cho em. Bộ này mà số 9 nè. Số 9 cho mi tây nè. Số 9 trước cho mi tây nha. Số 9 cho mi tây. Bao tiền nè. Dạ. Dạ số 9 là 100. Coi lấy cái 1 chứ 125. Ok. 30 em hết rồi mấy chị ơi, 30 hết rồi. Bởi vì ok chị Xuân Huỳnh Tuyết nha, em cảm ơn chị nè. Rồi bộ này nhóm chị ơi, màu nu và trang váy đen nha. Áo dài màu nu và trang váy màu đen. Chị nào ưng áo dài màu nu này mét 6-52 cân nha. Comment liền cho em mã của nó là mã số 13. Chốt mã 13 giúp em nhóm chị ơi, mã 13, comment mã 13 giúp em. Mã 13 120. 125 chứ sao đi mấy chị, mã 13 125. Chị nào lấy 13 comment 13 giúp em. Mã 13 125 nha, cái này mấy chị về dụ là nó thẳng băng ra lại liền nha mấy chị nha. Đó, tại vì để trong bịch cho nó hơi nhăn một chút. Rồi, trang váy màu đen, comment mã 13 cho em, mét 6-52 cân nha. Mét 6-52 cân, comment mã 13 giúp em. Mã 13 1m652 cân. Comment mã 13. 13 giúp em nha, 13. Mã 13 nè, mã 13 1m652 cân mặc vừa nha, bây giờ mã 13 nha. 13 comment 13 giúp em, 13 125. 13 125. 13 125 nha. Chị nào lấy 13 chốt 13 nhanh tay lên nha, chốt 13 nhanh tay lên giúp em nha. Vậy bé hả? Ờ vậy bé nữa. Nhà mình không có bé hả ta, không có bé cậu tuổi đó. Mấy chị comment, chia sẻ bàn tay lên giúp em nha mấy chị ơi. Xem bàn tay lên nha. Hôm nay em có tặng quà dành cho chị nào xe live stream nhiều nhất nha mấy chị. Có tặng quà cho chị nào xe live stream nhiều nhất luôn. Thế nên mấy chị xe nhiệt tình giúp em ha. Đợi em chút xíu thay đồ nha mấy chị. 13 còn không em? 13 là cái gì? Đây. Hết rồi. 13 có một cái chưa hả? Vivi ơi, 13 có một cái à em ơi. Màu đỏ nha mấy chế. Màu đỏ nha. Mét 6-50 cân đổ về. Màu đỏ mét 6-50 cân đổ về ha. Không mấy. Anh không có áo kèm mấn em nha. Áo kèm mấn không có về nàng ơi. Hiện tại đang về áo không thôi. Không chung có mấn nha. Có 60kg có sai không? 60kg em không có nha chị Trần Yến ơi. 60kg 1m6 thì có một cái áo dài bán không thôi. Áo dài thì không hạt ha. Rồi
Chị Nương cái mẫu này comment liền cho em mã của nó là mã số 8 nha mấy chị ơi. Mấy 6 50 cân, 51 cân, 1m55 khoảng 46 cân đổ về nha. Cậu em là 47 cân rồi. Em bây giờ lên 47 cân rồi. Đó, chị Nương cái đỏ này comment cái đỏ luôn cho em. Comment mã đỏ luôn mấy chị ha, chúc mã đỏ giúp em luôn. Chúc mã đỏ ha. Lấy đỏ chúc mã đỏ luôn mấy chị nha, mã đỏ. Rồi đỏ luôn. Eo 72 nha. Mấn là cái vòng đùi đầu ấy, không có nha. Mấn là vòng đùi đầu không có nha. Còn. Rồi và em chỉ còn đúng một bộ yêu thấy cái anh Nguyệt Nguyễn Thái nhé. Có áo xài cho bé không? Có nhé, có. Không. Còn bộ màu đỏ, anh đưa một bộ màu đỏ cho em. Đây, chị nào mà có bé mình có thể mặc chung với bé như thế này nha mấy chị ha. Mẹ là bộ màu đỏ, con là bộ màu đỏ nhỏ này ha mấy chị. Đó, rất là dễ thương. Chân váy của bé này. Chân váy của bé mấy chị ha. Cái này size số 5 nha mấy chị. Cái này là số 5 dành cho bé nào khoảng 16 cân đổ về ha. 16 cân đổ về mấy chị nha. 16 cân, 15 cân đổ về á, 15 16 cân đổ về á. Rồi chị nó lấy bé comment mà bé cho em mà bé là 105 nha. Mà bé là 105. Chị nó lấy mà bé chúc mà bé giúp em, mà bé 105 nha. Comment mà bé giúp em. Rồi có hai cái áo dài màu hồng. Mấy chị có thể mua collect kim mặc chung cho bé nha. Giá 95k. Đây áo dài hồng 95k. Áo dài 95k size số 5. Bé khoảng 16 cân nha, màu hồng. Áo dài màu hồng cho bé nè. Rất là dễ thương, đằng sau là dây khóa nha mấy chị. Đó mấy chị có thể mua collect kim để mặc chung cho bé nha, size số 5 nha. Đây số 5 mấy chị ơi, tầm 16 cân, 17 cân gì đấy ha. Đó. Rồi chị nào ơn cái áo dài nào comment cái áo gì đó. Áo không là giá là 95k nha. Cả chân váy nào là giá 105 không mấy chị ha. Cả chân váy là 105. Rồi chị nào ơn màu nào comment màu đó nha. Rồi chị có chị nào ơn cái đỏ này không? Có chị nào ơn cái đỏ này comment liền cho em. Mặt của nó là mà đỏ không mấy chị. Mà đỏ. Mà đỏ giá của nó là 125 mấy chị ơi. Mà đỏ này 125 ha. Mà đỏ là 125k. 125k nha. Đỏ mẹ và bé chị Thủy Tiên nè, Thủy Tiên 839, chốt đỏ mẹ và bé ha. Chốt đỏ mẹ và bé cho Thủy Tiên nè, Thủy Tiên lấy một cặp nè. Cặp đỏ mẹ và bé nha. Cặp đỏ mẹ và bé cho chị Thủy Tiên. Bé nè. Đỏ mẹ và bé cho Thủy Tiên nè. Rồi bây giờ em sẽ mặc thử cái trong váy, cái quần nha mấy chị. Mặc thử cái quần. Đây, mẹ và bé cho chị Thủy Tiên nha. Rồi em sẽ mặc thử cái quần màu đen nha mấy chị. Chị nào ơn cái màu đen này chốt mã đen cho em nè. Bé 3 tuổi ạ. Bé 3 tuổi đúng vừa. Bé 3 tuổi vừa. Thủy Tiên đúng không? Không. Đây. Bé cắt tinh được Nguyễn Thái. Không biết. Quần đây nha mấy chị. Nhưng mà áo hơi khác một chút. Áo trên này không có hở ha. Duyên dáng chưa? Rất là duyên dáng, áo dài ha. Nhưng mà cái áo này là áo không hở ở trên ha mấy chị. Đây. Áo đen kín nha. Đây ha. Để cho chị tự nghi luôn. Ok, chị tự nghi luôn, lấy luôn chiếc đỏ này. Tự nghi lấy luôn chiếc đỏ là sao? Cái set em cầm đó. À, cái set áo dài với quần đen đúng không? Ok, chốt luôn. Chốt tự nghi quần đen luôn nè. Áo dài quần đen tự nghi, còn đây của ai? Cái mã 9 quần dài quá. Mã 9 làm gì có quần em? Mã số 9 là chân váy, mã số 9 là chân váy mà em ơi. Mi tây hả? Đúng rồi. Mã 9 là chân váy mi tây cho mấy trắng nha, không phải quần. Mã 9 là áo trắng cho mấy trắng. Mã số 9 là áo trắng chân váy trắng mà. Không có quần nha nàng ơi. Mi tây mà. Rồi bây giờ các chị đợi một chút em sẽ lên giỏ ha. Thì bây giờ em sẽ lai giỏ luôn mấy chị ơi. Em sẽ lai giỏ sách luôn nha. Rồi áo dài chút xíu không lai tiếp. Bây giờ em lên giỏ nha. Lên giỏ sách nha mấy chị. Chia sẻ live stream nhiệt tình giúp em mấy chị ơi. Xe live mạnh tay nha. Xe live mạnh tay giúp bé nha. Mọi người xe giúp em 2 lần cho cá nhân và 3 lần của nhóm để mua đồ giá siêu mấy chị. Shop em bao giờ cũng bán rẻ hơn shop người ta ha. 125 okay. Anh ơi, cho em ha. Cho em cái thùng giỏ đi. Đợi em một chút. Bán đi còn cái gì mình xem xíu. Có chị nào ơn cái đầm em đang mặc không? Chị nào ơn cái đầm em mặc chốt luôn nè. Đầm em đang mặc chưa ai chốt ha, chưa có chủ nhân. Đây, đầm đang mặc chưa có chủ nhân nha. Rồi.
Rồi chế nào cái đầm đang mặc comment cho em mà của nó là mặc số 9 luôn. Mà 99 đi. Tiếp áo dài đi. Áo dài em hết mấy cái áo dài em có mấy mẫu à. Mẫu nói chung hôm nay hàng đợt này hàng hiếm lắm, hàng mới mà. Hàng mới hết, hàng mới về nó số lượng nó hơi ít nha. Áo dài hiện tại em chỉ còn một cái mã gấm vàng với lại cái mã trắng này thôi. Mã trắng này em có 68 thôi à. Em 68 tức là chế nào mà sẽ ít á là mà được áo dài trắng này bao đẹp luôn ha, bao đẹp luôn nha. Đó hình như là em cũng nhét vừa, eo em tầm 70 68 thì đó nhét cũng vừa. Đây đây là chân váy của nó nha. Đó, chị nào ưng cái số 8 này chốt cho em ạ, số 8 này. Mà số 8 này á thì giá của nó là 125 luôn ha. Rất là dễ thương luôn, mặc đẹp lắm. Đó, giống màu trắng luôn là sao ta? Lấy bộ đỏ mà giống màu trắng luôn là sao? Lấy bộ đỏ mà giống màu trắng á, có nghĩa là chân váy á chứ không phải là quần. Nhưng mà em hết chân váy rồi, chỉ còn quần thôi. Chân váy em hết rồi. À thì tự nghi đúng không? Thì tự nghi là lấy bộ đỏ giống màu trắng luôn. Ừ, nhưng mà cái có nghĩa là cái đỏ đấy nhưng mà trong váy nhưng mà hết rồi. Chỉ còn cái bộ đỏ kính với lại cái quần thôi. Thế còn hết trong váy rồi. Rồi chị nói cái đầm em đang mặc comment là chín cho em đi, có quần nha. Đấy chế bon đi cho anh nha. Đi qua đi qua anh bê qua cho, đi qua đi anh bê qua cho, đi qua đi anh bê qua cho. Mua đi thứ bảy anh đi lấy luôn. Xuân Đức có thấy chế không, thấy Bonnie Trang chế Bonnie Trang chế ra này hàng hoa đó anh à, đúng không? Một giỏ trước đã. Rồi em lên giỏ sách nha mấy chị ơi, giỏ sách nha. Hôm nay không có bà Hương vô rồi. Bà Hương ơi, em lấy chị bộ hạt nãy mà có quần khác không Thảo? Có quần màu đen gì chị Thảo ơi? Chị Thảo mặc quần đen đi. Chị Thảo mặc quần đen, hiện tại bây giờ chân váy em hết rồi, chỉ còn cái áo hạt mặc quần đen nha. Chị Thảo lấy quần đen ha. Thấy Nguyễn Ngọc này, Ngọc ơi, thấy Ngọc nha. Ờ, trời ơi, bà quên tôi quấn. Rồi, lên giỏ nha mấy chị ơi, lên giỏ nha. Trời ơi, giỏ này có hộp luôn, đẹp cực kỳ. Đẹp giả mang chưa? Thôi, chị Bonnie Trang đừng chấp bà nông chấp vàng mà chấp làm gì. Không, em nhớ chị Bonnie Trang nha, mà em đang suy nghĩ với chị Bonnie Trang với chứ. Với lại một chế nào có giống nhau không? Rồi em xin quảng cáo cái giỏ này á, là chất của nó 100% là hàng Quảng Châu nhập từ Quảng Châu hết mấy chị ha. Chất da đẹp cực kỳ luôn, đẹp dạ mang luôn á. Da nó mềm mà nó mịn vô cùng mấy chị ha. Đó, không mềm không mịn em cho mấy chị trả lại em nha. Em nó bao đẹp luôn mấy chị ơi. Giỏ cực kỳ, hôm nay chị mừng cái lô giỏ này dạ mang luôn á. Bây giờ để dễ thương quá không? Con gái cho nó mặc. Mua hạt có một tay hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mua hạt có một cái luôn. Mẫu hạt nó có một. Không. Cái gì nữa? Có hai cái mà một cái bán là còn cái. Thì một cái thì còn một cái thôi. Một cái thôi. Có một cái thì trời ơi. Hạt quần đen nha. Chứ bỏ quá nhiều cái chơi chút nhiều em có chút không? Không. Ờ. Rồi chị ơi, cái giỏ này comment cho em mã số 1 đi mấy chị ơi. Giỏ mã số 1. Thấy chịu anh mèo nha. Giỏ mã số 1 giá 120 nha. Thì cao Thu Thảo ok em kìa, ok vậy chứ. Ok, áo hạt quần đen nha. Quần đen cho em kéo đầu kìa. Biết hả? Giỏi vậy. Rồi. Chị ơi cực kỳ 120 nha. 120. Hàng Quảng Châu 100% nha mấy chị ơi. 100% hàng Quảng Châu, bên trong có dây khóa nha. À, mấy chị nào mà mua giỏ nhà em rồi sẽ biết nha, giỏ nhà em ok lắm. Giỏ nhà em xịn vô cùng rồi, bên trong có dây khóa luôn nha mấy chị ơi, cực kỳ đẹp, cái da nó mềm vô cùng. Mấy chị cầm cái giỏ này cái sẵn, tưởng đó là mấy chị mua mấy trăm ngàn á. Tưởng đó mấy chị mua 300-400 ngàn một chiếc giỏ ha. Rồi em đeo thử cho mấy chị coi nè, đẹp giả mang luôn á. Rồi chị nói màu này 120, comment liền cho em mã số 1. Mã số 1, rồi Phan nhà em đâu rồi, Phan giỏ nhà em rồi, chứ hôm nay khuya quá. Chế Hương Nguyễn ngày nào cũng hỏi giỏ hết. Mà hôm nay lên giỏ cho mấy chị. Vậy giá như cũ 150 đúng không? 125. Rồi màu này nhắm chị. Rồi chị nói cái giỏ này comment liền cho em mã số 1 nha. Số 1. Số 1 comment số 1 kèm xuống số 1 này. Mã số 1, Giang lại đi ngồi nha. Giang. Mang sắp bịch lại đi ngồi. Để mà bỏ vào giỏ vào bịch đi. Đi lấy. Bịch gì? Đó, nhìn đi. Đưa ra bỏ vào bịch. Không mắc trời. Rồi mã 1. Rồi ghi mã lên chị. Chị nói lấy mã 1 comment mã 1 kèm. Mã 1 1.2. Da đẹp tuyệt vời luôn. Rồi tiếp nha. Giỏ siêu xịn nha mấy chị ơi. Giỏ đẹp vô cùng, giỏ hàng Quảng Châu nha. 100. Không biết. 100 là cái gì chị Vương Vương Vinh ơi. Hết là
hay đầm Bonnie Trang ơi, bây giờ em qua giỏ rồi, qua giỏ rồi. Qua giỏ rồi nha. Bonnie Trang chỉ thích đầm thôi. Đây, em hiện tại ngưng đầm nha, giờ em qua giỏ đã. Sắp Tết rồi, lo la giỏ cho mấy chị đi Tết ha, đi ăn Tết đầm nha. Đầm con không thảo, đầm mặt con. Giao 74. Tầm mét 6, 50, 52, 53 con đổ về á. Rồi, chính là lấy cái giỏ này comment cho em mã số 5 này. Mã số 5, chúc mã 5 cho em, chúc mã 5 nha. Đây, mã 5. Mã 5 giá của nó là 105 nha mấy chị ơi. Mã 5 giá 105 nha. Chị lấy mã 5, chúc mã 5 cho em nè. Giá 105. Đây, rất là đẹp luôn. Hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Cái này mình mang đi mấy cái dịp lễ Tết chơi này rất là dễ thương mấy chị ha, cực kỳ cưng luôn. Rồi chị nào lấy mã 5, chúc mã 5 giúp em nha. Mã 5, comment mã 5 giúp em. Cái đầm em đang mặc có quần luôn nha mấy chị, có quần luôn nè. Có quần bên trong nè. Mã số 1 cho chị Vương Vương Dinh này. Chị Vương Vương Dinh cho em xin thêm địa chỉ nha. 100, mã số 1, 120 áo em mặc bao nhiêu em không nói thì đâu ai chốt được. Đầm em đang mặc giá của nó là 135. 135 một cái đầm xinh đẹp em đang mặc ha, có quần luôn. Giao 74. Chị Vương Vương Dinh lấy mã số 1 cho em xin thêm địa chỉ. Vậy cho chị bộ hàng có quần nha chú. Bộ hàng em hết rồi, chị Cao Thu Thảo lấy mất tiêu rồi. Năm cho Nguyễn Thị Diệu. Năm cho Nguyễn Thị Diệu 105. Năm cho Nguyễn Thị Diệu 105 ha. Mã số 1 122 cho chị Vương. Cái gì nữa ha? Anh đưa cho em lấy rồi, em để đâu thì sao giờ anh cứ hỏi. Em cứ đi em hỏi chi cho cực khổ vậy. Có đưa cho em không á? Dạ rồi. Không. Được, ghi luôn đi. Rồi, mã số 5 rồi đúng không? Cái gì người thì nhiều đúng không? Trời ơi, cái này để dành lên Đà Lạt mang quá dễ thương quá. Mặc áo dạ xong rồi cái hút cái giỏ này lên dễ thương nghe chưa? Trẻ nào mà mùa lạnh á. Đó, mình mang cái giỏ này đi chơi Tết là cực kỳ đẹp luôn mấy chị ha. Trời ơi, rất là dễ thương nè mấy chị, nó không con nít. Nó không con nít mà nó rất là sang ha. Lông này mấy chị đẹp dạ mang luôn, hàng Quảng Châu nha. Rồi cái giỏ này siêu phẩm luôn, giá của nó chỉ có 130 thôi. Chị nâng mẫu này comment liền cho em mà của nó mã số 9. Mã số 9 rồi hả? Mã số 9 130, comment mã 9 cho em nha. Mã số 9. Chị nào lấy mã 9 comment mã 9 giúp em. Mã 9 130. Mã 9 nha mấy chị ơi, mã 9 130. Comment mã 9 giúp em nè. Đừng có kỳ lên nữa. Mã 9 130, comment mã 9 cho em nè. Mà chín ha, đây mà chín, mà chín 130, chốt mà chín hiền tay giúp em, mà chín đẹp quá. Mà số chín cho út xinh đẹp. Mà chín cho út xinh đẹp, chín cho út xinh đẹp ha. Chế Vương Vương Dinh cho em xin thêm địa chỉ đi chế ơi. Vương Vương Dinh ơi, mấy chị ơi, chị nào chốt hàng nhớ cho em địa chỉ số điện thoại liền nha. Cho em địa chỉ số điện thoại liền tay nha, số điện thoại kèm mã hàng, và địa chỉ cho em trong vòng 2 phút nha. Rồi cái giỏ này là giỏ để điện thoại nha mấy chị nhé. Giỏ này để điện thoại với song phong á mấy chị, rất là đẹp ha. Vừa để điện thoại vừa để song phong rất là đẹp nha mấy chị. Đây, màu này giá của nó là 105. Chị nâng màu này comment liền cho em mã của nó là mã số 12. Mã 12 105 nha. Chốt mã 12 giùm em. Đây, 105 mà được cái giỏ rất là đẹp như thế này ha mấy chị, sang cực kỳ. Hàng Quảng Châu đàng hoàng mấy chị ha. Hàng Quảng Châu đàng hoàng nha, để điện thoại rồi để song phong ha mấy chị. Rồi comment liền giúp em mã của nó là mã số 12 105. 12 105, chốt 12 cho em nè. 12 màu hồng quá đẹp luôn. Mã 12 hàng Quảng Châu này mấy chị. Đây, hàng nhập trực tiếp từ Quảng Châu mấy chị ha, cho nên mới có giá rẻ như vậy ha. Đó, cho nên mới có giá rẻ như vậy nha. Đẹp giả mang luôn. Rồi comment mã 12 liền tay giúp em. Có cái hàng cung cấp nữa. Rồi 12 nè, chốt mã 12 giúp em. Mã 12 nha, giá 105. 105 mã 12. 105 nè. Đây, kiếm thêm cái bịch bỏ vô nè. Rồi comment nhanh tay lắm chứ, comment nhanh tay nha. Nhanh tay nhanh tay chút hàng nha. Đưa đi lên à. Hả? Tôi hỏi em không bảo chút không. Có chứ. Nói như vậy. Mặc hai vừa thôi. Vậy hả? Đầm chị mặc còn không còn, Thanh Hòa ơi, đầm chị mặc còn nha. Đầm chị mặc còn nha, mã 12 cho bà Vivi nha. 12 chốt cho bà Vivi ha. Chị nào lấy 12 được comment 12 cho em. Mà dữ hay sao mà nhẹ quá, nhẹ lắm hả chị.
Dạ màng dầu này nó sao nó có bị yếu từ sau cái đợt bào á. Từ sau cái đợt bào là mà yếu ơi là yếu luôn á mấy chị ơi. Màng nó hay bị mờ lắm ha. Rồi em lên tiếp nha mấy chị. Nó hay nó thường xuyên bị mờ. Cho nên mấy chị nào bị mờ thì thoát ra vô lại giúp em thử coi. Rồi lên hàng cao cấp luôn. Lên hàng cao cấp luôn nha mấy chị. Đây một em cao cấp rất là dễ thương nha mấy chị. Cái da nó đã vô cùng luôn mấy chị ha. Em cam kết chất da cho mấy chị luôn mềm mịn mà đẹp vô cùng luôn mấy chị. Hàng còn trâu chuột luôn nha. Còn trâu chuột. Rồi chế đơn cái giò này nè. Đó em cho mấy chị coi ngăn bên trong này. Đẹp chưa. Ngất ngây luôn nha. Ngất ngây. Rồi em nói thật sự cái giò nó cao cấp và men luôn á. Đây ngăn bên trong này. Dễ thương lắm nha. Rồi chế đơn cái giò này comment liền cho em là mã của nó là mã số 8 đi. Chốt mã 8 giúp em nha. Mã 8 á mấy chị, đây là dây của nó nha. Comment mã 8 liền tay giúp em. Mã 8 nha mấy chị, mã 8 giá của nó 140 ha. Chị nào lấy mã 8 comment mã 8 cho em hàng cao cấp nhưng mà giá rẻ lắm mấy chị ơi. Em sale bao giờ cũng rẻ hơn shop người ta gấp mấy lần luôn ha. Rồi size này là mấy chị có thể đừng son phấn nè. Rồi đừng tập gì nhỏ nhỏ để đi làm cũng ok ha. Đi làm và đi chơi luôn ha, rất là dễ thương nha. Da thì cực mềm luôn, có rất là nhiều ngăn nha mấy chị. Rồi comment liền cho em nè. Mã số 8. Mã số 8 nha. Rồi mã 8 giúp em nha, mã 8 giá 140. Comment mã 8 liền giúp em. Mã 8 giá 140 nha. Dạ. Mã số 8 140 hả? Ừ. Mã số 8 thì chị Kim Xuyến này. 8 thì Kim Xuyến. 8 chốt cho Kim Xuyến nha. Rồi, cái giỏ này ha mấy chị ơi, giỏ này 130 nha. 130 có hai màu không mấy chị? Màu này 130 có hai màu ha, da đẹp cực kỳ nè. Trong này có dây khóa nè nha mấy chị, có hai ngăn. Có hai ngăn nha mấy chị ơi, màu này có hai màu là màu xanh và màu da bò ha. Xanh và da bò. Chị đơn cái giỏ này. Xanh và da bò nha, giá của nó là chỉ có 100. Hôm nay bị lát không xem được. Đây, giá của nó là 130 mấy chị ơi, 130. Sale luôn 125 nữa luôn, sale luôn 125. Bị lắc hả mấy chị? Bị lắc chứ chưa, ngày mai mấy chị mua tiếp đi ha. Nếu mà lắc á chị nào bị lắc chưa mai vô tiếp. Chị mai vô tiếp luôn. Đây, comment liền giúp em. Chưa mai em lên dọn nữa mấy chị. Dọn được này về nhiều rồi cho mấy chị ăn Tết á. Rồi màu này nha. Chị đâu màu này comment liền cho em mà của nó là số 3 đi mấy chị ơi, 125 nha. Chốt mã số 3 cho em, mã số 3 125. Chốt mã 3 nha, mã 3. Mã 3 màu xanh và màu da bò ha. Chị nó lấy 3 comment mã 3 giúp em. 3 xanh 3 da bò giúp em. 3 cho bà Vivi, ủa 3 màu gì với bà Vivi? Xanh hay da bò? Bình thường mà hả? Có người thì coi bình thường, người thì coi bị lắc ha. Người thì coi bình thường, người thì coi bị lắc. 3 cho Vivi ha, chốt 3 xanh cho Vivi. Chốt 3 xanh cho chị Vivi nè. 3 xanh chốt cho Vivi luôn ha. Mấy chị ơi, xe la nhiệt tình giúp em nha mấy chị ơi. Xe mảnh tay nha mấy chị, xe mảnh tay nha. Hộp là có, để chỗ da nó mềm nó đà chưa. Thật tình luôn đó. Rồi cái giỏ em mà nó đẹp. Còn con niêm phong kỹ càng hả mấy chị ơi. Còn niêm phong kỹ càng rất là đẹp luôn. Đây nha. Đập hộp quá dễ thương luôn. Đây nha mấy chị ơi, bên trong này. Bên trong có 1-2 ngăn hả mấy chị. Bên trong có 2 ngăn rất là dễ thương nha. Đó bên trong có 2 ngăn này. Đó rất là đẹp, có ngăn khóa luôn mấy chị. Da này siêu mềm luôn. Da này siêu mềm nha. Rồi chị đơn cái giỏ này comment cho em mà của nó là mã số 4 đi. Chốt mã 4 giúp em. Đây dây của nó nha. Rồi, mà 4, comment mà 4 giúp em nha. Ok này, chị Vương Vương Dinh có địa chỉ này. Chị Vương Vương Dinh lấy cái màu xanh 125 là cái nào với em? Đây, xanh 125 của chị Dinh Dinh gì nè. Vậy là chị Vương Vương Dinh chốt được em hai máy nhé. Cầm đưa lên cho chị coi, để xác nhận đơn em ơi. Kiểu khi xác nhận đơn nha, xanh 125 của chị đây. Ok là dùm em ha. Nô gì đấy à? Nô gì? Trong thùng đó. Em đã lấy cái gì đâu. Rồi cái nâu này, hồi này chị chốt cái nâu này luôn hả? Đúng, cho có đúng xác nhận cho anh phải có đúng không để em chốt chứ không có cái gì hết. Chị hai cái nha chị ơi, của chị một cái màu vàng nâu với là một cái màu xanh ha, đúng không chị? Đúng ok là lần nữa giúp em nha. Đúng ok là lần nữa giúp em nha chị ơi, để em xác nhận đơn nha. Đúng ok giùm em xác nhận đơn nha chị. Rồi đây, xác nhận đơn giùm em này. Rồi comment đi giúp em màu này, màu mà bao nhiêu, quên mất tiêu rồi. Mà số 19 đi.
quên mảng thì comment mảng 19 giúp em nha. Đó, mảng 19 giúp em. Đây mảng 19 đó chị ha, quá đẹp luôn. Rồi giữ cái này trời, lưu quá. Thì dành được quê mang, đẹp quá. Nên Đà Lạt mang gì luôn quá. Rồi mảng 19 có chế nào chốt không? Comment nhanh tay cho em nha. Rồi chị vừa có riêng được một cái 120 với một cái 125 nha chị ơi. Chị được một cái 120 với 125. Rồi mà 19 chị ơi, mà 19, mà 19 giá 120 nha. Giá 120 mà 19. Hôm nay em hết đồng rồi chị Vân Thảo ơi. Rồi 19 120 nè. 19 120 thì giá lên luôn à. 19 120 cầm đi mà 19 giúp em. 19 120 nha. Chị Vân Thảo hả? Ừ. Đang nhiều thế là lạ. Rồi. Khách cũ em ơi. Rồi mẫu này có 3 ngang luôn nha mấy chị. Mẫu giỏ này có 3 ngăn luôn ha. Rất 19, 19, 120 cho chế VV nè. 19, 120 cho VV nha. 19, 120 cho VV. Chị nào lấy 19 rồi comment 19 lên, 19 thật sự đẹp lắm nha. 19 đẹp lắm, 19 chốt cho Lê Bích Thảo một chiếc luôn nha. 19 quá dị thương luôn. Để dành mang. Rồi mẫu này. Thấy sao? Rồi, chị nào mẫu này comment liền cho em mặc của nó mặc 21. Chốt 21 giùm em nè, mà 21 nha. Đó, chị nào lấy 21 chốt 21 cho em. Cái này mình mang đi tiệc rất là dễ thương luôn mấy chị. Comment mà 21 nha. Chốt 21 nha mấy chị, 21. 21 là giá của nó là 101 nha mấy chị nha. Mà 21 giá 101. Comment 21 giùm em giá 101. 21 101. Đây. Mà 21 101 ha. Mà 21 101 này. 21 cho em Nguyễn Ngọc à. Ngân tạm lấy 19. Ngân tạm lấy 19 để lại cho anh số điện thoại địa chỉ đi em ơi. Phải có số điện thoại địa chỉ em mới chốt được nha em nha. Ngân Phạm ơi, em phải có số điện thoại địa chỉ thì chị mới chốt hàng cho em được nha. Rồi mẫu này đi tiệc bao sang luôn. Trời ơi, cái này đi ăn đám cưới là bao sang nha. Bao sang luôn mấy chị ơi. Quá đẹp luôn. Rồi mẫu này giá của nó cũng siêu yêu luôn mấy chị ơi. Mẫu này bên ngoài bán tới 200 mấy nha. Mẫu này ngoài bán tới 200 mấy một chiếc nha. Đây tới 200 mấy một chiếc luôn ha. Đó. Riêng mấy chị đến với shop em ha, bao giá luôn. Giá chỉ có 145 thôi. 140 luôn. Sale luôn, sale banh nóc luôn, chỉ 140. Dành cho chế nào comment nhanh tay và mua nhiệt tình nha. Mua không suy nghĩ, mua không đắn đo. Đó, comment nhanh cho em. Mấy chị có thể vừa làm dây đeo chéo mà cũng có thể làm xách tay ha. Vừa đeo chéo được và vừa xách tay được luôn. Bên trong có ngăn khóa luôn nha mấy chị ơi. Rồi em này đi tiệc bao sang. Rồi comment nhanh tay cho em này. Comment nhanh tay giúp em. Rồi, mà của nó là mà 140 đúng không? Mà 140 đi. Mà 140 nha mấy chị. Mà 140 giúp em một chiếc. Chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Một chiếc duy nhất nha. Comment mà 140 giúp em nè. Rồi 140 nè. 140k. Bao sang ha. 140k nè. Đây. 140k. Mấy chị ơi, chị nào mua hàng nhớ để lại thông tin cho em nha. Để lại thông tin em mới chốt hàng được mấy chị ha. Chị Vương Vương xin lấy 140k luôn kìa. Chị Vương Vương xin cách mới đi nha. Chị Vương Vương xin cách mới hả? Chị chốt được mấy cái rồi? Chị chốt được 2 cái rồi đúng không? Cái thứ ba hả? Chị Vương Vương xin ơi, đơn hàng chị trên 300 ngàn thì ngày mai nhân viên em alo chốt đơn, chị nhớ cọc cạc giúp em nha. Chị ok thì chị chốt tiếp cho em, còn không ok thì tạm thời ngưng chốt tại đây giùm em nha. Tại vì cách mới em không có chốt nhiều được á. Nếu mà chốt nhiều thì bắt buộc chị phải cọc cạc cho em thì em mới đi đơn chứ nha. Chứ ok đi, ok á thì ok ngày mai cọc cạc cho em đi đơn thì em sẽ chốt tiếp. Còn nếu không ok á thì không muốn cọc cạc thì thôi, chứ chốt tạm thời chốt tại đây tới đây thôi. Ngân tạm cho anh thêm địa chỉ đi em nha. Ngân tạm cho anh thêm địa chỉ đi, anh chốt cho món 19 nhá. Còn còn món 19 còn một cái này. Ngân Phạm này. Mà 19 còn một cái chứ cho Ngân Phạm. Ngân Phạm cho em, ủa Ngân Phạm có số điện thoại cho anh? Có rồi, xin địa chỉ. Có rồi hả? Xin địa chỉ thôi đúng không? Ngân Phạm cho em địa chỉ nha Ngân Phạm ơi. Có ba lô không chị? Có nha Ngọc ơi, có một chiếc ba lô duy nhất thôi Ngọc ơi. Chị Vương Vương Vinh ơi, có ok không? Ok giùm em nha, để em biết đường em chốt hàng nha. Rồi màu này. Chị đâu màu này, màu giò này quá đẹp luôn. Cái này mấy chị làm ví cầm tay ha, đi tiệc ha. Màu đi tiệc cũng sang lắm nha. Đi tiệc cực kỳ sang luôn. Đầm chỉ mặc còn không Thanh Hoàng. Bà Thanh Hoàng bảo hỏi em mấy lần luôn, nó còn mà bà. Là chốt cho ai đâu? Chưa chốt cho ai hết ha. Có túi chen Chanel không chị? Có nha Vương Nhi ơi. Có Chanel nhưng mà chỉ có một màu thôi, tí em đưa lên cho. Rồi màu túi này rất là sang chảnh. Chị đâu cái màu này 120. Comment mã cho em là mã 120. Chốt mã 120 giúp em, 120 nha, 120. Mấy chị vừa làm túi vừa làm giỏ sách được ha.
vừa làm cái ví cầm tay vừa bỏ, làm bỏ cái vàng cho chị Mai chị cậu. Ok ok nhá, vậy là chị Vương Vương Dinh có hai cái, em bỏ cái vàng cho chị nhá. Rồi chị nâng màu này comment liền giúp em là mã của nó là 120 nha. Rồi chốt 120 cho em luôn, chốt 120 này. Rồi comment mã 120 cho em nha, 120 tay 120 này nha. Bộ bịch cái ví, ví cầm tay cũng được luôn, làm ví cầm tay cũng được, giá 120 nha. Da là em bao da nó chị ơi, da đẹp lắm. Quá nghe không đổi chị ơi. Da đẹp cực kỳ ha. Ok chị Ngân Phạm có địa chỉ này ok em nhé. Cái đầm chế đang mặc còn nha Thanh Hòa ơi. Đầm chỉ đang mặc còn nha. Còn nha Thanh Hòa. Thanh Hòa nghe chưa? Rồi 120 của ai đây? 120 nha. Hàng Quảng Châu bao lung linh luôn. Mấy chị đã bảo nhận về, nhận hàng giỏ nha em về là mấy chị mê liền luôn á. Chân so với giá thị trường hết cả mấy chục ngàn. 120 cho mỗi 120 cho chị Tuệ Nghi nè. Mà 120 cho chị Tuệ Nghi, cho chị Tuệ Nghi ha. Rồi mẫu này luôn. Mẫu này xinh sang đáng yêu. Đó bên trong là có nhíp báo như vậy ha mấy chị, có dây khóa luôn nha mấy chị nha. Nhíp báo cho phòng giỏ này, bên trong có dây khóa luôn nha. Cực kỳ dễ thương luôn. Rồi chị nói cái giỏ này, đó hai bên được cái viền của nó được đính như vậy rất là sang ha mấy chị. Rất là sang luôn. Rồi chị nâng cái giỏ này comment liền cho em này, mã 135 nha, 135k đó chị ha. Dạ. Để đúng không? Dạ cái đó của chị tự nghi đúng không? Rồi 135k, có dây luôn á chị. Có dây đeo chéo luôn nha. Dây đeo chéo luôn. Dùng bèo với Ngọc lấy cái ba lô kìa. 135k. Ba lô cho em với Ngọc nha. Không cần suy nghĩ chốt luôn vậy hả? Ừ. 135k cho Hằng Trần 878 này. 135 cho chị Hằng Trần. Chị Hằng Trần, ok Hằng Trần luôn. Nhớ là đang còn nợ Hằng Trần một cái áo. Mai nhét áo với nha. Dạ, mai nhét áo ở đây luôn ha. Rồi đây, anh thiếu sợi dây của chị kìa. Cái nào? Dây của cái giỏ nhỏ nhỏ đó. Ừ, đúng không? Rồi, bao lô của Nguyễn Ngọc nè. Bao lô của em bao chấp bao vải luôn. Bao lô của em giá chỉ có 150k nha Ngọc nha. Bao chấp bao vải cho em luôn nha Ngọc. Đây, bao đẹp luôn, nặng trịch luôn ha. Đây ba lô của Ngọc nha, mang cực kỳ dễ thương, có sọc nặng sọc quá sao nó đeo. Dạ. Nặng quá sao đeo, người có chút ép rồi. Em còn nặng trịch nữa thì lấy gì mà đeo. Nặng trịch lấy gì đeo đúng không? Đó, cái bà Ngọc đó, cái ba lô bao xinh luôn. Không xinh là không lấy tiền luôn thật. Không đẹp là không dám lấy một đồng tiền luôn á. Rồi em lấy cái giỏ siêu xinh nha. Cái giỏ siêu xinh nha mấy chị ơi. Cái giỏ này chất da lụn nha mấy chị, chất của nó là chất da lụn ha. Cực mềm luôn nha mấy chị ơi. Mềm mà đẹp vô cùng nha. Đó, em bán giỏ là mấy chị cứ yên tâm về chất lượng. Hồi chiều nay nhận áo rồi. Ủa vậy hả? À, hồi trưa có, hồi sáng có đi đơn, quên. Hồi sáng có đi đơn có gửi áo cho bà rồi. Quên, cứ nhớ mãi cái áo nở thôi. Trời ơi, cái dây nó đẹp. Nở tao nhớ dai vậy, nở tao rồi tôi quên đi chứ. Trời ơi, nó dây đẹp quá, dây đẹp quá. Dây quá đẹp luôn mấy chị ơi, dây quá đẹp nha. Phối cái giỏ này đúng là siêu xinh luôn. Rồi, chị đơn cái giỏ da lụn này comment cho em mà của nó là mã số 30 nha, mã 30 da lụn. 30 da lụn, hàng Quảng Châu tây mặt đầy đủ, mấy chị yên tâm nha, có thể làm quà tặng luôn. Đó, chị nào thích hộp thì đi mua cái hộp về bỏ vô là thành phun hộp nha mấy chị ơi. Em rồi, rất là dễ thương. Dạ. Em có bán hộp không hả? Em cũng bán hộp. À, em không bán hộp. Rồi, chị đơn cái giỏ da lụn này comment cho em mã 30 nha, mã 30 giá của nó là 125k. Mà 30 125k, comment mà 30 giúp em. Đây 30 nè, mỗi em 30 siêu phẩm, quá đẹp luôn. Em bao chốt luôn, siêu phẩm. Thật sự mềm mà đẹp giả mang. Mềm mà đẹp vô cùng luôn mấy chị ơi. Chưa bao giờ mà em cảm thấy là em bán lưu giỏ nó đẹp như cái lưu giỏ này thật sự luôn á. Rồi mà 10 cho em luôn. Ủa mà gì mà 30 chứ. Mà 30, mà 30. Comment 30 nha mấy chị ơi, mà 30. Rồi lên vài giỏ siêu phẩm này cho mấy chị nè. Anh Hiền bán cười hoài tè. Phun hộp. Phun hộp. Người ta gọi là phun bút ấy. À, phun bót á. Phun bót. Đây, một cái giỏ màu xanh. Chị đơn cái giỏ này. Đó, em kế cái giỏ này bởi vì giỏ này rất là nhiều ngăn ha. Giỏ này nó có tới mấy cái ngăn luôn. Rất là dễ thương. Rồi, bên trong là da luôn mấy chị nha. Da. 30 cho chị My Cherry nè. Chị My Cherry cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Trời ơi, cái mùi da luôn mấy chị. Người là nghe cái mùi da thật luôn á. Thôi, rồi, có ngăn thôi mấy chị. Hai ngăn luôn, dễ thương. Đây, thêm một cái ngăn khóa đằng sau rồi nè. Biết mình vô duyên bả lây giống mình. Đây, cái mùi da thật, mùi da nó đặc trưng lắm. Rồi, đây có dây khóa, có cái dây đeo luôn mấy chị ha. Hai ngăn nha. Rồi chị nào ơn cái giỏ này comment cho em. Mà của nó là mã số 90.
mà chị mua giá rẻ mấy chị ơi, mà chị mua giá của nó chỉ có 120 thôi. Hello Hương, trời ơi tôi chờ bà nãy giờ luôn Hương. Tôi tát bà vô quá trời luôn á. Mà nãy giờ không có nghe bà nói gì hết trơn á. Bà vô trẻ và vô coi giỏ này về giỏ rồi. Rồi, comment liền tay giúp em nha. Comment liền tay giúp em mà chị ơi. Kim Xuyến đó chị ơi, chị Thảo nói đúng mắt rồi. Mà chị ơi, ăn cho chị ơi đi. Ăn tập trung cho chị ơi về em nè. Không biết. Chị ơi chầm hai nè. 90, 90 cho hàng Trần 878 này. 90 cho hàng Trần. Thanh Hà hú. Thanh Hà hỏi gì em ơi? 90 cho hàng Trần ha. Em ơi, đã nói dạ. Này đợi một tí đi. 90 cho hàng Trần nè. Kim lấy cái bao lô là bao nhiêu? Em mới chốt tới cái bao lô thôi. Cái bao lô đó cho Nguyễn Ngọc đó. Bao lô đó cho Nguyễn Ngọc, bao giá nhiêu? Là 150 đó. Rồi. Rồi lên tiếp nha, lên tiếp nha. Cái gì đấy? Ôi mà, cái này gì? Đi đẹp thế còn gì nữa? Nè. Cho em này. Đọc dùng mà. Ăn cái chép chữ rồi. Rồi cái này lấy 100 mã 30 đúng không? Mã 30 lấy bao nhiêu tiền đây? Trời ơi, quỷ thần ơi. Mã 30 là giá của nó nhiêu à nhớ? Vậy thôi bỏ khỏi chỗ. 130 không? Bán không biết thôi. Rồi màu này. Em biết. Phải ghi là cho nó có mặt cái mà. Rồi màu này mấy chị ơi, màu này có cái túi, 2-3 cái túi bên trong luôn mấy chị. Đây nè, có ngăn khóa nha và có mấy cái ngăn hộp bên trong rất là dễ thương, hình cô gái rất là dễ thương luôn. Mấy chị có thể mua tặng cho con gái cũng được ha. Hoặc là bé nào mà đang là sinh viên á, hoặc là từ 26 tuổi rồi về mang cái túi này rất là dễ thương, trẻ trung lắm nha mấy chị. Rồi cái túi này giá của nó, giá sinh viên luôn, giá chỉ có 101 thôi mấy chị ha. Giá sinh viên là 101. Chị nào lấy cái giỏ này comment liền cho em mã của nó là mã 10, giá là 101 nha. Mã 10 giá 101, da cực mềm mấy chị hai, da mềm lắm. Rồi mã 10 101 comment liền cho em này. Rồi mã 10 101 này, comment mã 10 cho em 101 nha. Mã 10 mã 3 tổng nó 125k. Mã đó bằng 30 hả? Ủa mới nói 90 chút chính mà sao giờ nói chốt cho hàng Trần. Chốt cho hàng Trần đầu tiên mà đâu chốt cho ai đâu. Đúng rồi. Em, mã 30 là cho chị Hằng Trần mà em đâu có nói chị Kim Xuyến đâu. Mà 90 chứ. 90 90 Kim, là cho Hằng Trần. Chị Kim Xuyến lên sau mới chị, tôi em chưa nói mà ta. Có chốt cho Kim Xuyến, có anh nói có chốt cho Kim Xuyến một cái gì đó. Rồi. Giang có đọc cho Kim Xuyến đó Giang. Dạ tôi đọc cho Kim Xuyến cái đây mấy chục lâu, mấy chục phút rồi bà ơi. Cái mã 30 anh chỉ đọc có một người thôi là nè, hàng Trần thôi. Chị hàng Trần là cái giò này nè em đi nè. Dạ đúng rồi. Chứ không, chứ nói là... Và chứ còn cái giò này còn cho ai? Chờ chị Mai cho... Cherry. Chị Mai Cherry hả? Dạ mã 30, còn cái mã kia là mã số cái gì đó, mã số 90 là của 90. Chị hàng Trần. 90 của hàng Trần đúng, đúng rồi. Đúng rồi. 90 của hàng Trần đúng rồi. Đúng. Dài nhớ dài lắm. Đúng rồi, quên giờ. Rồi màu này nhóm chị. Chị nên cái giỏ này rất là dễ thương nha, giỏ 120. Giỏ 120 mấy chị ơi. Màu đỏ rất là dễ thương mà, luôn. Chị em thấy chị Thanh Hoa mà trời ơi em trả lời cho bà cái cho tôi nghiệp bà ghê. Bà ơi. Chị đang mê lai giỏ bà Hòa ơi. Chị đang là mê lai giỏ mà bà Hòa bắt hỏi cái đầm dưới mặt của mà khổ ghê. Cái đầm dưới mặt em của nó 75-76 á, bà mặc vừa á bà, mặc vừa ôm luôn á, bà chốt đi đừng có suy nghĩ nữa. Nó có quần trong luôn. Đó, giá của nó chỉ có 135 thôi. Đó chốt luôn đi bà, đừng có suy nghĩ nữa, đừng hỏi nữa nha. Chị đang lai giỏ không có để ý. Rồi màu này. Cả hai bên mắt nó muốn đi nó lừa qua hai bên. Rồi chị đang ơn cái màu giỏ này nha. Ơn màu giỏ này tại vì đang mê lai giỏ có đó bà Hòa. Hỏi cái đầm dưới mặt chứ không có để ý. Rồi hai ngăn nha. À, giá 135 á, hồi chốt luôn đi rồi, đẹp lắm nha. Đó chốt đi bà, hôm nay mà bà chia sẻ nhiều nhất mà chia sẻ trên năm hội nhóm tôi tặng luôn, khỏi tính tiền ha. Tặng luôn khỏi tính tiền luôn. Xe nhiệt tình vô lấy động lực xe nha bà. Rồi, màu giỏ này, chị nào lấy giỏ này comment cho em luôn là mã của nó là mã số 88 nha mấy chị nha, chốt mã 88 cho em. 88 120. Comment mã 88 giúp em nha, xuống 88 luôn. Mã 88 120 này. Comment mã 88 giúp em. 88 120 nha, 88 120. Theo như em nhớ không nhầm mà chị Xuyến là dễ chốt được 3 cái giỏ rồi đúng không? Một cái. Sao một cái? Rồi,
Comment liền mã 88 giúp em nha. Đây mã 88 này nha. Chị Kim Phiến chốt được mấy cái đầm với một cái nhỏ. À vậy hả? Được chưa? À, đúng rồi. Còn gì nữa không, muốn gì nữa, hỏi gì nữa. Rồi mã 88 cho em. Để đó cho em nha, để đó cho em nha, để đó. Để đó, để đó, để đó. Chế nào mà để đó? Kim Phiến trước mà chị. Bên máy chủ em nó lên chế Kim Phiến sau đó chị ơi. Em thấy là em đọc liền mà. Mày kia. Mấy dễ thông cảm em chứ em đâu khách chốt à, em thấy khách chốt em mừng húm à, mừng hú hồn luôn, làm gì dám lừa đó. Chốt lên đi, ai mà chốt lên chốt mà chốt liền luôn á, đâu dám lừa đâu. Coi coi ai chốt hàng là mừng hú hồn ừ. Luôn á đó. Đó bởi vậy đang ế mà em rồi bữa nay nha, đang ế mà ai chốt lên là chốt liền luôn á, mừng lắm nó. Bởi vì không có lừa đâu. Giỏ sao trắng còn không, sao để trắng hả, hết rồi, hết rồi, chốt rồi. Rồi mẫu này, chị nâng mẫu này đi tiệc được nha mấy chị ơi, sang cực kỳ luôn, sang chảnh dễ thương nha. Rồi. Đó, da cực đẹp luôn. Vậy. Ê, anh đặt chốt cho ai đâu? Ủa, cái này là mã bao nhiêu? Cái đó mã 88 đó anh. Ồ, ok, mã 88 chị chốt. Dễ thương cực kỳ mấy chị ơi, chị nâng cái giỏ này comment lên trên mã sọc đi, chốt mã sọc giúp em nha, bên trong có chìa khóa. Bên trong có chìa khóa nha mã sọc. Giỏ sao trắng hết rồi nha, Hồng Văn Trần ơi. Rồi mã sọc nha mấy chị, sọc cho em đi. Sọc sọc. Sọc nha, sọc, sọc giá 120. Sọc 120 comment sọc nha. Rồi sọc kem 120 nha, xuống sọc luôn. Mềm đã lắm. Mềm đẹp đã lắm nha. Sọc kem luôn, chị Hương cực kỳ. Bà nói để đừng nói cho bà, ok nha. Em dán chữ ghi chữ đầm của Thanh Hòa lên cho anh ơi. Ok, đầm đeo mặt của Thanh Hòa, cho Thanh Hòa xe ráng xe livestream chị tặng luôn không tính tiền. Ráng xe live chim mạnh tay lên tặng luôn. Thấy lên xe live được 100 lần tôi tặng luôn. Ờ, lên 99 lần tặng luôn. Không tính tiền luôn. Tiếp nha mấy chị. Mình tiếp tục tập trung vào chương trình giỏ của mình đi. Rồi, ba lô đi mấy chị ơi. Mãi vô ba lô nha bà con ơi, mãi vô. Quá dễ thương luôn. Đã có cái ba lô nhỏ nhỏ đấy, em cho bé nghe cái ngọc cho chị nó ba lô nặng trịch máy đeo sẽ ba nó lại la cho. Ba lô nhỏ nhắn xinh xắn mấy chị có thể mang hoặc là tặng lại làm quà sinh nhật tặng nha. Tặng cho lứa tuổi nào cũng ok hết mấy chị ơi, dễ thương cực kỳ, nói chung là dưới 30 tuổi là ok nha. Rồi, chị nâng mẫu này comment liền cho em là mã của nó là mã 12. Mã 12 siêu sinh hàng Quảng Châu đàng hoàng mấy chị nha. Mang mã số của nó là 2603 mấy chị comment câu 03 cho em. Rồi mã 03 giúp em nha mấy chị ơi, mã 03. Mà 03 nha, giá của nó là 120 nha. Thấy chưa, em thấy anh khổ không? Mà 03 giá 120. Anh cứ phải nhìn, anh trả lời, hết bằng cách thôi. Quá wow. Bao lô, ừ hẹn gì bao lô phải có 2 giây đúng không? Bao lô, rồi comment cho em mã 03, mã 03. Bao lô mã 03. Bao lô mã 03 120k này. Em ở quận 12 Sài Gòn nha chị ơi. Chị Hồng Văn Trần ơi, cái máy trắng sao đó em hết rồi nha chị nha. Bé Hồng Văn Trần. Hôm ơn chẳng là bé. Không biết. Mà sao hết anh rồi. Chơi, anh thấy em trả lời nói chung. Rồi, comment con số 03 cho em. Bao đẹp luôn, chị nào bỏ qua cái bao lô này là siêu tiết nha. Hàng Quảng Châu lại một mấy chị ơi. Nó mềm, nó đẹp, giả mang luôn. Không có điêu một lời đâu nha. Mềm và đẹp lắm, không có điêu đâu nha. Rất là mềm và đẹp. Mùa lễ đã đến rồi. Tết sắp đến rồi, sắm giỏ đi chơi thôi. Sát Tết là em không có bán gì nữa đâu. Sát Tết là không có hàng đâu mấy chị ơi. Tại vì cuối năm á là em nghỉ em ăn Tết đấy. Dạ đúng rồi, sắp Tết là không có hàng đâu. Con số 03 chốt cho chị. Giang Phạm hả? Sọc cho chị Phương Mạnh nè. Lấy sọc bao nhiêu tiền? Sọc cho Phương Mạnh. Đó, cháu ạ. Sọc bao nhiêu tiền? Sọc là 120. Sọc là 120. Cho chị Phương Mạnh đúng không? Sọc là 120 cho Phương Mạnh. Ghi giá cho Phương Mạnh đi. Ghi tên cho Phương Mạnh giúp em. Sọc 120 cho Phương Mạnh. Sao vậy? Chị Hồng Phạm lấy bao lô mà. Sao không cho chị Hồng Phạm? Sao? Chỗ nào? Ủa, chị Tân không nổi là chị Hồng Phạm luôn á hả? Chỗ nào? Nè, Hồng Phạm 03 12 Hồng Phạm ba lô. Chị Hồng Phạm không dấu á. Chị Hằng Phạm không giấu ở Quy Nhơn phải không chị? Phải ok giùm em cho em lại ba số đuôi nha Hằng Phạm ơi. Hằng Phạm cho em lại ba số đuôi nha. 099. Dây nè. Đây là dây nha mấy chị. Rồi caro. Nó vui nó lên, nó lúc nó lâu dịch ẩm phát lên. Trời ơi, giỏ bên trong này đừng đồ hơi bị đá luôn mấy chị ơi. Chị nào đi
đi làm hơi bị đá luôn á, sang cực kỳ luôn ha. Ồ, sang cực kỳ luôn nè, trời ơi đá chưa. Bên trong này còn có gì khóa để đựng tiền mà nha mấy chị nha, đựng tiền, đựng trang sức, rồi đựng xô nữa, tùy thích ha. Trời, chị Nơn cái này cầm đi caro đi xem nè. Mà caro giá của nó là 140 nha. Chốt caro cho em 140. Caro 140 giúp em, caro 140, caro 140, mày vô, mày vô, caro 140. Trời ơi, rau giống như mấy ông chị Hằng Phạm ok rồi kìa. Rau giống như. Rồi caro, caro giúp em caro. Rồi xuống caro luôn. Caro siêu nhẹ luôn. Siêu nhẹ, siêu đẹp. Đẹp như mỏi mặt trời. Caro giúp em. À nó không trong ghế ạ. Rồi đây đây caro nè anh yêu. Đây caro. Comment caro. Caro cho chị Phương Mạnh là 140 đúng không em? Dạ. Caro của Phương Mạnh luôn nha. Caro của Phương Mạnh 140. Caro chúc cho chị Phương Mạnh yêu dấu, chị Phương Mạnh khách mới luôn đúng không? Khách cũ. Khách cũ à. Hello trời chị ơi. Khách cũ yêu dấu. Đây màu em có nhiều màu nè mấy chị ơi. Thật đấy. Cái gì nào chắc để em chốt hàng mình chắc khách mình nó quýu luôn á. Đâu lần nào chốt hàng mà khách chồng quýu. Rồi cái giỏ này là có hai dây nha mấy chị, dây to, bạn to và bạn nhỏ nha. Da cực mềm luôn mấy chị em bao da nha, da này mềm lắm. Mềm cực kỳ đẹp dạ mang luôn. Đây có hai dây nhỏ và dây lớn nha. Rồi màu này có hai màu. Màu này có hai màu, có nhiều màu luôn á. Mà hiện tại bây giờ là em mới cầm cái xám lên này, nhưng có mặt cả đen nữa. Đen và xanh nữa hay sao á. Rồi em đang cầm cái xám lên, chị nào lại thích xám comment xám cho em luôn đi. Thích xám comment xám trước nha. Mà xám này giá 125 nha mấy chị ơi, giá 125 comment màu xám giúp em. Mà xám 125 ha. Rồi chưa cho mấy chị coi bên trong ha. Cho con ngăn bên trong luôn. Đây, đây là ngăn bên trong nha mấy chị. Đây là chung quanh nha. Đây là chung quanh của giỏ, còn ngăn bên trong nè. Tăng 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 ngăn bên trong đây nha. Rồi chị Nơn cái giỏ này comment liền cho em mà của nó là mã số. Mã số, mã xám. Mã xám giá 125. Chốt mã xám giùm em. 125 có 2 dây luôn. Mã xám nha, mã xám. Thì Giang nhét xám vào thêm này nha. Ghi giá 125 chị. Mã xám 125. Nó có màu khác nữa. Đây đây màu khác đây. Có màu khác nữa hả? Đây màu xanh. Màu xanh mấy chị nha, màu xanh. Thấy chưa ưng xanh chốt nha. Xanh cho em luôn. Ưng xanh chốt mà xanh cho em luôn. Xám và xanh, xám xanh đó. Xám xanh, xám xanh. Comment xám xanh giúp em. Rồi em lên cái giỏ này đẹp lắm này cho mấy chị đi làm nè mấy chị ơi. Rồi cái giỏ này hơi bị xinh luôn á. Đây, em phun cái giỏ này ra cho mấy chị đi làm này đẹp lắm nha. Mấy chị xám cái giỏ này mà đi làm siêu xinh luôn. Đẹp giả mang luôn nè. Đây, trời ơi xinh chưa. Đen 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 gì luôn chưa. Hơi bị cưng ha mấy chị ha. Cái này cũng bị ví dụ đen 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 nữa hả. Đây, hơi bị cưng nha mấy chị. Đen 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 hơi bị cưng nha. Đang hơi bị thượng hành ở bên, đang thượng hành rất là thượng hành bên Quảng Châu nha. Xám chị Dung Nguyễn khách mới cho em số điện thoại địa chỉ với chốt được sáng mấy chị ơi, sáng 125 đúng không? Dạ dạ. Cái giỏ này đang rất là thịnh hành bên Quảng Châu này mấy chị, mấy chế mà mặc hay đi làm văn phòng á. Đó là chế nào cũng phải sắm được cái giỏ như thế này ha. Mấy chế. Bên trong là có ngăn khóa, hai bên là hai ngăn mà có những ngăn nhỏ li ti, có ngăn khóa nhỏ này nha mấy chị. Rất là dễ thương luôn. Sao anh lại cười. Rồi. Đằng sau này còn có khóa nữa nè. Rồi đằng trước này để gần cho mấy chị coi da nha. Đó mấy chị coi da chưa, đã chưa? Sang chảnh chưa? Sang chảnh lắm nha. Rồi chị Nương cái giỏ này giá rẻ lắm, chỉ có 160 thôi. Chỉ có 160k. Chị Nương cái giỏ này comment cho em mã của nó là mã 160 nha. Mấy chị ơi, chị nào khách mới có chốt hàng bên em để lại cho em số điện thoại kèm địa chỉ để em chốt hàng cho mình nha mấy chị nha. Mã 160. Khách cũ thì để cho ba số điện thoại để em chốt nha. Còn chưa có số điện thoại địa chỉ em chưa chốt được nha chị ơi. 160k, chị nào lấy chốt mã 160 cho em. Mất sức quá, tối nay mất sức quá. Hết to mất sức quá. Chốt mà 160 cho em nha. Giỏ bao đẹp luôn. Chị nào đi làm mà không có cái giỏ này tiếc lắm. Em vui tính ghê. Cảm ơn chị nha. Rồi chốt mà 160 cho em nè anh yêu. Mà 160 nha. Đẹp quá. Rồi chốt mà 160 cho em. Này nha, này nha, này nha, này nha. Này nha. Nè. Cầm cầm cầm. Chị Dung Nguyên có số điện thoại này mà sao số điện thoại chế 2 vậy? Chấm 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 3 chấm là sao vui được chứ. Đủ số chưa? Đủ 10 số chưa? 0327771806 đủ rồi này. Chị Dung Phạm cho em xin tên địa chỉ nha. Chị ơi cho em địa chỉ nữa đi chị ơi. Chế quốc 3 chấm luôn nhìn vui quá. Rồi mẫu này. Chị Dung Nguyễn nên thành Dung Phạm. Ôi trời thật. Có cạc luôn này mấy chế không phải hàng đùa đâu nha.
có vài hàng đùa đó nha mấy chị nha, giờ có cạc đàng hoàng luôn đó nha. Chị Dung Nguyễn 0327718006 này. Rồi trong này có ngăn khóa nhỏ này nha mấy chị ơi, dễ thương lắm, rất là dễ thương luôn. Chị nào cái giỏ này comment liền cho em mà của nó là mã số 12 nha mấy chị nha, chốt mã 12 giúp em. Mà 12 giá của nó là 135 nha. Thể thao cả tầng tùy chưa nhận được. À Thu Hương hả em? Thu Hương hàng của em về tới rồi đó. Để cái gì anh kêu bưu tá giao cho, bưu tá mới gọi cho anh đó. Cái gì anh kêu bưu tá giao cho em nha. Kêu bưu tá phát lại cho. Rồi chị nào ôm cái mẫu này comment liền giúp em. Dây nha mấy chị nha, dây nha. Mấy chị gài vô ha, rất là dễ thương luôn. Da cực mềm cực đẹp luôn mấy chị. Rồi chị nào mẫu này ok cái gì mai em bút điền cho anh nha. 12 cho chế Hồng Vân Trần, 12 cho Hồng Vân Trần 135 này, 12 cho Hồng Vân Trần này, 12 chốt cho Hồng Vân Trần. Hai giỏ quá dễ thương luôn, rất là hợp với nàng luôn. Hồng Vân Trần đẹp gái lắm nha. Thôi comment vô soi trang cá nhân của bà rồi bà hơi bị đẹp gái. Rồi 12 cho Hồng Vân Trần. Sao em phải nhắc như vậy? Anh cứ chê ai bây giờ thì sao? Không không, nếu muốn nói đẹp là mình phải khen hiểu không? Ủa? Ai đẹp là phải khen đó. Rồi màu này nha. Khen cãi một tối đi mà cho tôi một đất. Là dù là bắt đầu. Dù à đâu có đâu. Tối đùa cũng đùa ngủ đất đúng không? Anh nói luôn. Rồi, đi. Rồi màu này nha, màu này nha. Đây rất là dễ thương luôn. Anh cứ nghĩ như thế nè. Rồi màu này 125 hay 135? Dạ dạ 135, 135. Rồi chị nương cái giỏ này nha mấy chị ơi, giỏ này 101 nha. Giỏ này 101, chị nương giỏ này comment liền cho em mà của nó là 101 nha. Chị nương giỏ này comment mà 101 giúp em. 101. Nó bỏ qua một bên nha. Mã 101. Comment mã 101 giúp em. Mã 101 giúp em nè. Anh ăn bỏ tối cái siêu phẩm em bỏ vào trong bịch đi. Mã 101. Bên kia, bên kia, bên kia. Chẳng nâng nhiêu vậy. Em dùng bịch ở đâu ai biết đâu. Không có nào vừa nói đó. Được không, được không? Được đi. Em không nhớ rõ được, để mai em cho được không vậy. Em không nhớ rõ địa chỉ, để mai em cho địa chỉ à. Có mẫu nào màu đen đẹp đẹp không chị? Có nha Dung Nguyễn ơi. Màu đen đẹp đẹp nhiều lắm. Màu đen đẹp đẹp nhiều lắm chị ơi. Ồ cái giỏ này dễ thương chưa? Đây dễ thương chưa này mấy chị ơi. Đó. Mở ra như thế này nha mấy chị ơi. Giống như mình đang mở kho báu rồi đó mấy chị. Cái này giống như chìa khóa đó. Chìa khóa mình mở giống như mở kho báu đó thấy chưa? Vàng vàng như thế này dễ thương không? Rồi sau đó mình lật lên ha. Ôi ôi kho báu sắp mở ra. Rồi bên trong giỏ là hai ngăn như vậy nha mấy chị nha, có chìa khóa luôn. Rồi đến rồi cái giỏ này comment liền giúp em mã của nó là mã số 16 nha mấy chị nha, chốt 16 giúp em này, quá dễ thương luôn. Mấy chị có thể mang đi chơi đi tiệc được. Cái dây này mình kéo dài ra để mình mang kéo một bên rất là dễ thương ha. Rồi mẫu này giá của nó 101, chị nên mẫu này comment liền giúp em 101 mấy chị nha, 101 comment nhanh tay giúp em mã của nó là mã số 90 đi, mã 90 101 nha, 90 101 giúp em. Comment mã 90, 90 giá 101 này. Comment mã 90 ha. Đây 90 101. Rồi vàng vô nha mấy chị nha. Đó vàng vô cho em này. Có gì thương chưa? Quá cưng luôn. Rồi 101 cho em. Mã số 90 101. Quá cưng luôn ha. Quá dễ thương quá cưng. 90 101 giùm em nha. Ok em nha. Mã 90 101. Chị cần ghi cái nào chị ơi? Tại mà nhiều khi em không biết mà mấy chị bên chị lên tới khúc nào quá em không biết mã 16 là cái gì. Mã này là mã 90 hả? Ờ mã 90. Mã 10... đến mã 16 phải mã 90 không? Cái này. Nó nhỏ này, nó nhỏ này. Mấy chị ơi chia sẻ like chia nhiệt tình giúp em nhé. Anh không nghe được, em không nghe được mã sao anh đi. Anh không có tập trung á. Rồi cái giỏ xinh đẹp này nha mấy chị. Cái giỏ này nó có pha với lại những kim tuyến này rất là sang ha. Mấy chị mặc đi chơi rất là đẹp nha. Đây mấy chị mang đi chơi rất đẹp. Mấy chị ơi tả là kiểu dáng dùm em, màu sắc dùm em với những cái giỏ mấy chị muốn chốt nha. Tại vì nhiều lúc em đọc mã đó đọc nhanh quá. Xong cái anh Giang nó chưa ghi lại á cho nên anh quên á. Cho nên mấy chị nào mà đọc mã gì á, ở chốt mã gì mà muốn chốt lại thì nhớ đọc thêm màu dùm em nha. Ví dụ cái giỏ đó màu xanh hay là màu đen á. Rồi
Cái giỏ này có ngăn khóa nè, mấy chị có hai ngăn mà có ngăn khóa ở giữa nữa nha. Rồi chị nâng cái giỏ này comment liền giúp em nè. Comment liền tay giúp em mã này là mã số 33 nha. 33 có hai màu là trắng và đen. Đây là trắng nha mấy chị nha, 33 trắng. Đi chơi rất là dễ thương ha. Rồi chị nào 33 trắng, chúc 33 trắng cho em nè. Còn màu đen này nha mấy chị, còn màu đen nữa ha. Rồi chị nào lấy 33 chúc 33 cho em nha, 33 trắng và đen. 33 trắng và đen giúp em. Rồi 33 trắng và đen nha. Comment 33 giúp em nha. Con bé đọc số dí không kịp thấy chưa? Khách dí không kịp cũng chị ăn. Mà 33 mấy chị ơi, để em đọc chậm lại nha. Con số gì ra, con số gì ra? Là con số 33. Đây, 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 33 đen đây. 33 đen đây nha mấy chị. Đây là 33 đen nha. Rất là dễ thương luôn. Cực tuyệt cưng. Comment 33 đen giúp em. 33 đen mấy chị nha. 33 đen có dây, có dây bên hông như vậy nha mấy chị, rất là dễ thương. 33 đen và 33 trắng giúp em nè. Đó, cưng chưa? Bắt cưng luôn. À, bao nhiêu tiền hả? 33 giá của nó là 120 mấy chị ơi, nãy giờ quên đọc tiền. 120. Rồi xuống 33 này, trắng đen 120 này. Vô bịch. Ghi giá vô. 33 đen. 33 đen, 33 trắng. Cái nhỏ này giấy 101 đúng rồi, chị Thủy Nghi nhá. 33 đen, 33 đen 120 nè, 33 đen 120 cho Hương Phạm Thu này. Hương Phạm Thu. Chế Hương Phạm Thu đôi 472 cho em xin thêm địa chỉ nha. 33 đen cho Hương Phạm Thu. 33 đen cho Hương Phạm Thu. Đi tiệc sang chảnh. Sang chảnh mấy chị ha. Đi chơi đi tiệc rất là sang chảnh, dễ thương luôn, màu trắng nha. Màu trắng này, màu trắng mỏng mấy chị. Cái này dơ mình rất là dễ rửa ha mấy chị ha. Rất là dễ lau rửa nè, vệ sinh nè, rất là dễ thương luôn. Rồi, chị đơn cái màu trắng này comment cho em mã của nó mã 36. Chốt mã 36 giúp em. Mã 36 có dây khóa bên trong luôn mấy chị ha. Đó, dễ thương chưa? Dây khóa bên trong như thế này rất là cưng. Rồi có ngăn khóa bên trong và hai ngăn, có tất cả ba ngăn bên trong nha mấy chị. Ba ngăn bên trong có một ngăn khóa ở giữa. Rồi chị nâng cái giỏ trắng này comment mã 36 giúp em. 36 cực kỳ sang và dễ thương luôn. Giá của nó rẻ luôn mấy chị ơi, giá chỉ có 125k. Chị nâng comment liền tay giúp em 125k. Ok, chốt mà 36. Em chốt cho chị Tự Nghi rồi nha. Mà 36 125k. Chốt cho chị Tự Nghi cái mã 90 101 rồi nha. Quỷ là 36. Chuyện rồi. Quỷ là 36. Tên được chưa? Mày bỏ đây này. Vậy hả? Ừ. Vậy hủy đi, hủy cái mặt 36. Hủy mặt 36 nha. Mặt 36 bị lỗi là. Mặt 36 bị lỗi hủy. Dễ thương nha mấy chị. Đẹp nha. 36 bị lỗi rồi em bỏ nha mấy chị ơi. Mặt 36 bị lỗi rồi. Hay bán đẻ đi, có chị nó lỗi ở dưới đây cũng nhỏ nhỏ mà, sau lưng mà. Hoặc có chị nó lưng không? Ơi, đây để em xeo cho. Nói luôn. Để em xeo nha. Nó bị lồ chút ở đằng sau thôi mấy chị, đây nè. Nó bị dơ một chút ở phía bên góc này nha mấy chị nha. Đây nè nè mấy chị. Nó bị dơ một chút ở ngay góc nha mấy chị ơi. Đây ha. Đó mấy chị lấy dầu gió mấy chị lau nó sẽ ra mờ nha. Nó ra mờ luôn. Mờ thôi chứ nó không có hết đâu mấy chị. Đây, nó bị một chút ngay góc này em xeo rẻ luôn nha mấy chị, phía sau mà ở ngay góc ha. Em xeo rẻ cái giỏ này luôn. Cái giỏ này 135 đúng không? Xeo luôn cho mấy chị. Xeo luôn. 95k. Xeo lỗ 95k. Chị nào lấy chốt mà 95 cho em đi. Em xeo lỗ 95k nha. Chị nào lấy chốt mà 95 giúp em. Đây mà 95 nè. Okay. Ghi 95k giúp em. Xeo lỗ 95k ha. Okay. Comment 95 cho em xeo lỗ 95k nha. Rồi, lên tiếp cái giỏ đang mang. Giỏ em đang mang chứ nào lấy. Giá của nó là 99k. Giỏ đang mang giá 99k. Siêu bánh nóc 99k. Chị nào lấy chốt cho em mà của nó là mã 99. Mã 95. Chế Tường Vi Nguyễn, khách cũ khách mới với em mà chơi. Khách cũ thì cho ba số điện thoại, khách mới để số điện thoại đầy đủ kèm địa chỉ em mới chốt được nha. Rồi chị Hương Phạm Thu nó chốt cho em được một cái mã. Đó. Cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị Hương Phạm Thu ơi. Chị Hương Phạm Thu chốt mã 33 đen này. Cho em xin thêm địa chỉ nha chị nha. 99k. Chốt mã 99 giúp em. Mã 99, 99k nha. Chị nào lấy 99 chút, mã 99 giúp em nè. Đây, mã 99.
99k luôn, hàng còn trâu nha mấy chị nha, hàng còn trâu nha, còn trâu mấy chị. Trường Vi Nguyễn Cũ, ok em nha. Hàng Quảng Châu. Chị nào lấy chốt liền tay luôn, lên Chanel. Lên giỏ Chanel nha. Đây cái giỏ Chanel cực sang đó mấy chị. Giỏ Chanel cực sang luôn. Giỏ Chanel cực sang. Chị nào lấy Chanel. Chanel không mấy chị ơi, ít vuông nha. Đó, rất là dễ thương, bên trong nhiều ngăn. Bên trong là có hai ngăn lớn và một ngăn khá ở giữa mấy chị ha. Còn có dây nha mấy chị, dây để mấy chị mang chéo một bên ha, rất là sang. Rồi, chị nào thích cái Chanel này comment liền cho em. Da mềm á mấy chị, da bóng mềm nha. Rồi, chị nào cái màu này comment liền cho em mà của nó là mặc số 20 nha mấy chị. Vậy em đang mặc hết rồi chị Hương Phạm Thu ơi. Chốt mà 20 giúp em. Mà 20. Chốt mà 20 ha, comment 20 liền tay. Rồi 20 này, 20 Chanel nha. Chị nào lấy 20 chốt 20 giúp em, 20. Mà 20 mấy chị nha, chốt mà 20. 20 là 20. Comment con số 20. 20 chai đây. 20 chị Mỹ ra hả? Đâu có. 20 trăm 120. 20 là 120. 99 ca là cái này nè. Cái nâu da bò này nè, cái da bò á. Thấy hả? Ừ, cái da bò. Da bò 99 ca. Mã gì? Là 99. Mã 99, 99 ca. Mã 20. Còn mã 20 là cái Chanel. Ok, mã 20 là Chanel 120 đúng không? Đúng rồi, Chanel 120. Chanel 120 nha hàng Trần ơi. Ok, Tế Dung Nguyễn lấy mã 99, 99 ca ok lại cho em nha. Để em biết chính xác nha. Màu nuôi da, màu nâu da bò nha. Rồi cái Gucci á mấy chị. Gucci. Chị nào lấy Gucci. Rất là sang ha. Sang cực kỳ dây nè mấy chị. Ok, chị Phòng Thu có địa chỉ này, em cảm ơn chị nha. Dây nha mấy chị ơi, dây nha. Rồi, bên trong là hai ngăn rất là đẹp ha mấy chị ơi, hai ngăn đẹp lắm. Rồi chị nào lấy cái Gucci này, nó còn có dây ngăn khóa như vậy nữa nha mấy chị ơi, giờ bao kính luôn. Không có bị rớt đồ ha. Rồi, chị nào cái màu Gucci này comment Gucci cho em nha mấy chị. 20 cho hàng Trần này. Chốt Gucci cho em nha, mà Gucci. Dạ. 20 là cái Chanel gì? Cái nè, Chanel nè. Gucci giùm em nha mấy chị ơi. Chị Kiệt Nhân còn 95 là gì vậy? 95 hết rồi. 95 hết rồi. Ok không? Gucci, chị nói lấy Gucci, Gucci quên đọc giả, quên sorry mấy chị. Gucci 120. Chị nào lấy Gucci, comment Gucci giúp em. Gucci 120 nha. Chị nào lấy Gucci, chốt Gucci giúp em nè. Gucci 120, Gucci bao sang luôn. Da nó mềm lắm mấy chị, hàng Quảng Châu da nó mềm, nó đà lắm. Đà lắm ha. Đó, chị Gucci đẹp cực kỳ luôn á. Đây, làm ví cầm tay cũng được mấy chị ha, sang. Rất là sang chảnh luôn, mấy chị đi đám cưới được nha. Mấy chị có đi dự tiệc này, đi đám cưới này, làm ví cầm tay và làm giỏ đeo chéo đều ok mấy chị ha. Rất là sang luôn, đừng điện thoại, đừng tiền, em bao luôn nha mấy chị ơi. Rất là dễ thương, có dây khóa bên trong luôn nha. 120 mà bao tiền lời luôn. Đó, da mềm mịn, nhìn mầm tưởng nó mấy chị mua 5-600 ngàn một cái ví này mấy chị. Đó, bây giờ làm gì 120 mà được cái ví như thế này ha. Ok, Dung Nguyễn nha, anh thấy rồi đây, nha. Đây, đây, 120 đây. Cô áo dài cô không xem để mua. Cành áo dài em hết rồi chị. Áo dài hồi này lên băng hết rồi. Áo dài này em lên băng hết rồi còn đâu. Rồi, chị nào ôm cái giỏ này comment Gucci cho em đi. Gucci đẹp thật. Gucci 120 à. Má Gucci 120k. Má Gucci 120k nè. Chỉ có 120k thôi. Ok Dung Nguyễn nha. Anh à, đưa cái máy cho mềm đi. Thật á, đưa máy cho mềm. Đưa cái máy cho mềm. Đây này Gucci nè. Trời ơi nó nóng. Còn mẫu nào màu đen đẹp em chốt. Em chốt hàng rồi đi ngủ, buồn ngủ quá. Ok, màu đen lên luôn. Màu đen lên luôn nha, màu đen lên luôn. Đợi em một chút nè. Đợi em một chút ha. Màu đen lên luôn nha. Kiếm màu đen đúng không? Rồi em sợ màu đen, em nhiều màu sắc lắm. Tại vì em sợ màu đen đó mấy chị. Cho nên em ít nhập màu đen lắm. Màu đen tại vì nó không có sặc sỡ, nó không có đẹp á. Nó không có được sặc sỡ, nhiều màu sắc. Đó, bây giờ chế lại, ôi em sẽ lên một cái đen siêu phẩm luôn. Có một cái đen siêu phẩm dành cho chế nha. Hả?
Đây lại bao nhiêu đen lôi hết cho người đẹp của tôi. Bao nhiêu đen lôi ra hết nha. Đây, trời ơi, quên mất là mình có mấy cái đen siêu phẩm, quên. Đây, đảm bảo là thích liền luôn. Đảm bảo thích liền luôn nha. Một em đen đầu tiên ra đời, đó chính là một em mang số báo danh là mã số 02. Đây, trẻ nào yêu thích em là đừng chọn cho em nha, mã số 02. Màu đen nhung. Đen nhung mới chứ nha, đen nhung. Cái nhung này á mấy chị ơi, cái đen nhung này thật sự là khi nó bám mùi mấy chị sẽ hơi khó phùi một chút. Mấy chị lấy cái gì ở nha nhỉ? Cái gì giống bằng chải á. Để mà làm sạch cái nhung á, quên mất tiêu rồi. Đây. Để mà hút bụi. Hút bụi hả? Đây nha mấy chị, đây là cái dây của nó rất là đặc biệt ha. Em coi nó còn cái dây nào nữa. Đây, nó còn thêm một sợi dây siêu xinh nữa nha. Dây dài, dây thích kia là dây gì? Thích dây gì thì mình chơi dây đó mấy chị ơi, rất là sang luôn. Rồi, em mang số màu danh là 02 đúng không? Rồi, chị nào yêu em bình chọn cho em mặc số danh 02 nha. Bao tiền? Giá của nó em này rất là rẻ luôn, chỉ có 135 thôi. 135. Chỉ 135. Rồi, comment cho em mã 02, 135. Đây, 02 nhiều ngày cho Giang. Trời ơi, 02 đẹp quá à. Mình cũng muốn có một cái. Rồi, chế nào đây 02, comment 02 liền cho em nha. 02. Rồi, 02 cho đây chị Tức Thảo. Được ý chưa? Ok, thằng 02 đẹp quá. Rồi, em màu đen này mang số báo danh là 07. Comment mã 07 cho em luôn. 07 nha các tình yêu ơi, mã 07. Chị Bích Trâm Lê cách mới. Mấy chị ơi, cách mới chốt hàng bên em, để lại cho em số điện thoại kèm địa chỉ em mới chốt hàng được nha mấy chị nha. Còn không có số điện thoại hay địa chỉ gì là em chưa chốt hàng được cho mình đâu nha mấy chị nha. 0707. Bán kem là ok nha. Bán đi, bán kem đi. Bán kem là ok nhất là sao? Bán kem mới được nhất. Vậy hả? Tụi Nghi có kem chưa? Tụi Nghi ơi, tụi Nghi hết kem chưa? Tụi Nghi chốt kem cho nhà em chưa? Chưa chốt, chốt kem, chốt nguyên một bộ nha. Nói nha. Rồi màu này. Cái đó dễ xử lý mà. Rồi em này ha mấy chị ơi, chị Nương em này comment liền cho em. Nhả dây ra, mấy chị hai nhả dây radio cho nó dễ thương nha. Rồi, chị Nương màu này mang số bộ, viết comment số báo danh của nó là 07. Mấy chị ơi bình chọn cho em nha, em rất là đẹp luôn. Đây, 07 ha, siêu phẩm luôn á mấy chị. Cái giò này mà còn che là không biết là mình ưng cái gì luôn á. 07 giá của nó là 130 mấy chị ha. Mà 07 giá 130. Chị nào lấy 07 chốt 07 cho em này, mà 07 130. Comment mà 07 giúp em. Đây, quá đẹp luôn. Lâu lâu mới được giò về thôi, 07 cho tụi Nghi. Cho coi lại 02 đi, Bích Châm Lê. 02 ok, cho bà Bích Châm Lê coi lại 02. Cho em coi lại cái 02 coi, cái 02 yêu dấu của em. Đây, cho chị Tuyền Nghi nè. Gói đẹp đẽ vô cho chị Tuyền Nghi nhanh. Bao tiền đây? Dạ, cái đó 130 thôi. Đây, 02 nha người đẹp ơi. Em nói cái 02 này rờ về là sướng tận tay luôn. Em chỉ cho mấy chị nè. Chị nào á, mà nhung á, nhung mà mấy chị sợ khó vệ sinh á, mấy chị chuẩn bị cho em một cái bàn chải cũ. Một cái bàn chải cũ nha. Đó, mấy chị phùi phùi lên thôi. Là bao, đó phùi phùi lên là sạch cực kỳ. Đó, em chị sợ mấy chị ngại chất nhung. Ngại chất nhung mình không có biết làm sạch á. Thì em chỉ cho mấy chị làm như vậy nha. Phương mãi đi chốt liền kìa. Hả, cái gì? Phương mãi kem đi chốt liền kìa. Ai chế nào? Chế nào cái mài kem? Số 7 là bao nhiêu đây? Số 07, 130, 130. Cái này 135. 02, 135. 02, 135 có 2 sợi dây. 2 sợi dây nha mấy chị nha. 02 có 2 dây luôn. 02 có 2 dây. Chế nào đấy 02, chú 02 cho em. Đây là dây 1 nha, còn dây 2 của nó nè. Dây 2 của nó nè mấy chị. Bên trong này có 2 ngăn luôn. Đây là dây thứ 2 nha. Rồi 02 em xuống 02 đi. Xuống 02 đây, 02 quảng cáo quá nhiều thời gian cho 02 rồi. Một em siêu phẩm. Chế nào lấy 02 comment 02. Khuyến mại đi chốt liền kem á hả? Chị hỏi kem hay hỏi gì vậy? Có khuyến mại mà, cái gì cũng được tặng hết chị Tuyền Nghi ơi. Đúng rồi. Đúng. Chính xác. Good. Chính xác rồi đó. Cái này good hả? Good chứ không phải là good đâu. Chưa có đuổi, chưa hết giá trị lợi dụng, chưa có đuổi đâu. Khi nào hết chết thì lợi dụng em sẽ được. Wow, sang chưa? Sang không? Bao sang luôn. Màu da bò ha, bao ngon. Sang ngon. Có anh Kim Tuyến cũng rất là đẹp mấy chị ơi. Đây, da bò nha, cái giỏ quá xinh okay, luôn. Ok, này, chị Bích Châm Lê, chị Bích Châm Lê cho em xin thêm địa chỉ nha. Em chốt mã số 2 cho chị Bích Châm Lê này.
Dạ, dễ thương quá. Quá dễ thương luôn bà con ơi. Màu da bò cực sang nha. Cái này mấy chị đi tiệc bao nha, mấy chị bao đẳng cấp, bao sang. Bao sang, bao đẳng cấp nha. Rồi trong này có ba ngăn, có ngăn khóa luôn nha mấy chị nha. Ba ngăn có ngăn khóa luôn, rất là sang ha. Rồi chị ơi, cái giỏ màu nâu da bò này comment liền giúp em là mã số của nó là mã số 04 nha mấy chị nha. Chốt 04 giúp em, mã 04. Giá của 04 là 135. Lấy 04 chốt 04 liền tay giúp em 135 mã 04. Comment 04 nhanh tay mấy chị ơi, chỉ có một em duy nhất và không em thứ hai. Chị nào ưng 04 comment 04 liền tay giúp em nha, 04 quá đẹp. Có chị nào có thấy đẹp quá thì cho em lời khen nha. Thì em có động lực nha mấy chị em, 04. Comment 04 giúp em. Có động lực á. Hồi này chị nào hỏi em trò đen á, chị Trâm á hả? Chị nào? Dung vậy. Chị Dung á hả? Sao sao hỏi em đen mà không thấy chốt mà ta? 02. Rồi mấy chị khác chốt không vậy? Không ai, không ai lấy được cho chị cái. Không phải bù thêm 50k, bù thêm có 5k được cái gì? Chị nào? Chị nào? Chị nào nói vậy? Chị Trời Nghi. Trời, Trời Nghi ơi, cái số báo danh 07 của em là siêu xuất sắc luôn mà chế. Làm em tổn thương quá. 02, 07 là hai cái siêu phẩm đấy. 02 chốt cho chị Trời biết trong le rồi nha. Hai cái đều là siêu phẩm mà tại sao lại làm em tổn thương như vậy? Không phải. Mà chế thích 07 hơn hả? Chế thích 07 hơn hả? Kể chế luôn cho chế chốt một kia rồi đúng không? Rồi màu này, một cái giỏ màu đen này nha mấy chế ơi. 04, 04 đâu? 04 là cái gì? Cái gì? Cái giỏ nâu 3 tiền 04, 135 04, 135 cho Nguyễn Như Ý nè. Nguyễn Như Ý. Rồi chế nâng cái đen này comment cho em mặt của nó là mặt 06. Chốt mặt 06 cho em. Mặt 06. Mà 06 màu đen rất là dễ thương. Chị nào lấy 06 Diên Phú, Diên chị Bích Trâm, chị Bích Trâm Lê cho em xin thêm địa chỉ đầy đủ nhé chị ơi. Để em gửi hàng cho chị chứ em đâu cho em địa chỉ thiếu không gửi đâu nha. Cho địa chỉ thiếu là bưu điện họ không có gửi được đâu. Dung Nguyễn hi hi mới của chế xong nhưng ngồi chế cười hi hi. Rồi bên trong này là bảo chế lên giò đen mà chế không chốt mà thấy toàn mấy chế khác chốt á. Chị ngồi với cười hi hi. Rồi cái giỏ đen này chị nào lấy đen này comment cho em mà 06 nè mấy chị. 06 giá 120 nha. Chị nào lấy 06 chốt mà 06 giúp em. 06 120. 06 120. Lấy 06 chốt 06 giúp em nha. 06 120. Toàn là hàng đẹp hàng xịn không mà. Thiên Thánh. Ồ, cho địa chỉ khó quá. Chị biết chấm lê cho em địa chỉ đầy đủ đi chị ơi. Em biết thôn 4, Diên Phú, Diên Khánh. Cái này ở Khánh Hòa đúng không chị? Ở Khánh Hòa nha Trang, Khánh Hòa chị. À. Phải không chị? Em cũng không biết ở đâu. Wow. Giang Giang cho Giang xử em này. Cái gì vậy? Có chế nào đi làm văn phòng không ta? Mấy chế ơi, có chế nào làm văn phòng không? Qua wow. Màu đen tiếp dễ thương chưa, màu này có hai màu là đen và đỏ mấy chị nhé, hai màu đen và đỏ đó chắc lôi lôi rồi đó, gặp ông thần lôi rồi, rất là dễ thương luôn. Màu này cứng cáp, màu này nhìn cứng cáp dễ thương lắm nha mấy chị. Đây em sẽ đeo vô cho mấy chị coi nha, cái đồ sang chảnh của nó có hai màu là đen và đỏ nha. Dạ, hai màu đen và đỏ. Đây, đeo vô, đeo lên người cho mấy chị coi cái độ cứng cáp dễ thương của nó nha. Em đây, hỏi em gì á? Hả? Áo dài có về nữa không chị? Khi nào á chị? Ngân Phạm ơi, em không biết được Ngân Phạm ơi. Tại vì áo dài á là có đợt sale thì mới về. Cho nên khi nào về em sẽ thông báo nha. Em không biết là đợt nào về luôn á. Nhưng mà em nghĩ chắc gần Tết sẽ về nhiều hơn ha. Gần Tết sẽ về nhiều hơn. Rồi, chế nào ưng mẫu này không? Chế nào ưng mẫu này comment liền cho em mã của nó, mã số 8 đi. Chốt mã 8 cho em, cái mẫu này 08, còn mã này là mã 8 nha. Comment mã 8 liền tay giúp em. Mã 8 nha mấy chị ơi, mã 8. Chốt mã 8 giúp em. Mã 8 kèm màu, mã 8 kèm màu đi mấy chị ơi. Chốt 8 không chưa chốt được. Chốt kèm màu cho em, mã 8 có đen và đỏ nha. 8 tam giá 101 có đen và đỏ. 8 101 có đen và đỏ nhóm chị ơi, comment mà 8 giùm em. Mã 8 cho Vivi kìa.
mà tắm màu gì mà Vivi ơi, màu gì Vivi ơi, tắm đỏ và tắm đen, comment mà tắm kèm màu giúp em nha, mà tắm kèm màu, tắm kèm màu giúp em nha. Tắm đỏ kìa. Ok, tắm đỏ cho bà Vivi, còn tắm đen, tắm đen, chỉ nào lấy tắm đen chắc tắm đen lên cho em này. Comment tắm đen nhanh tay lên giúp em nha mấy chị ơi, tắm đen nhanh tay giúp em nhé. Số lượng có hàng, số lượng có số hàng. Lượng có hàng thôi, không có nhiều đâu, số lượng có hàng, cực kỳ có hàng luôn, chứ không có nhiều nha. Bên em không có Vivi ship nha chị Bích Trâm Lê ơi. Bên em xin thưa, bên em không Vivi ship. Mấy chị ơi, mấy chị nào có like bên em á, em nói trước bên em không có Vivi ship, bên em bán hàng sale giá rẻ để cho mình, nói chung là cũng hỗ trợ, cũng coi như là hỗ trợ tiền ship cho mình rồi, nên em không có Vivi ship cho bất cứ khách nào hết nha. Còn chế nào em thấy mấy chế chứ em giao hàng tới nơi rồi giờ kêu em là phải Vivi ship mới chịu nhận, là em cũng kêu chuyển hoàn về thôi, nên thực sự mình không muốn nhận hàng thì bảo em trước để em bỏ em hủy đơn không sao nha mấy chế nhá. Chứ hàng gửi đi rồi mới bắt với mới kêu em là giờ Vivi ship mới nhận là thực sự em rất buồn mấy chế luôn nhá. Đây màu này mà vô màu này nha mấy chị ơi, đây ha. Màu này có, đây là một cặp đôi nha mấy chị, một combo ha, hai món, có da đẹp lắm, để gần cho mấy chị coi da nha. Cái da này bao đẹp luôn á, đây ha, da bao đẹp luôn, cực kỳ dễ thương luôn mấy chị nha, mềm lắm, mềm vô cùng luôn mấy chị. Đây một combo của nó gồm hai món nha mấy chị nha, một combo gồm hai món. Đây một cái giỏ như thế này bên trong nha, nó có ngăn, ngăn lớn và một cái ngăn này ngăn khóa ha mấy chị, ngăn khóa bên trong. Rồi có thêm một cái giỏ nhỏ nhắn xinh xắn này ở trong nữa ha. Thật sự cái giỏ này rất là đẹp luôn á, da đẹp dạ mang luôn mấy chị. Giá đẹp vô cùng luôn mấy chị ha. Rồi chị ơi, cái combo hai món này giá của nó 150 thôi. Comment cho em mã 150 nha. Combo hai món 150, comment mã 150 giúp em. Rồi quá đẹp, sang chảnh. Đẹp sang chảnh đi làm. Quý phái luôn mấy chị. Quý phái ha, da nó mềm gì mà nó mềm dạ mang luôn á. Thật sự. Đó, nãy giờ gặp cái giỏ này da gì đâu mà nó đã. 150 thôi mấy chị. 150, 150 nha, chỉ có 150 thôi. Rồi comment nhanh tay giúp em này. Mã 150. Có ví cầm tay không cho biết ngân phận. Mã 150 nha, mã 150. Ngân phận có ví cầm tay nào, mình nhiều ví cầm tay nào. Có, mình có ví cầm tay. Có ví cầm tay nha chị ơi, mà ví dạng giỏ. Nó làm thành dạng giỏ đeo được luôn nha. Làm dạng giỏ đeo được luôn, tí em lên đợi một xíu ha. Rồi. Rồi, chế nào lấy cái giỏ này, comment nhanh tay giúp em nè. Comment nhanh tay giúp em nha. 150k, comment mã 150 giúp em. Giỏ thực sự rất là dễ thương nha. Giỏ này cực kỳ cưng luôn. Cái này mới chế đợi đồ nó phồng lên ha. Cái này chưa có nhét giấy vô nè mà đã phồng như vậy, nó rất là đẹp ha. Giang bỏ mấy miếng giấy cho nó phồng cho đẹp nha. Rồi, comment mã 150. Giang rờ cái da nó đã ha. Rờ cái da đã. Ồ, nó đã. Da gì đâu mà nó mềm. Mềm vô cùng luôn. Ví cầm tay mà vô máy. Ví cầm tay đúng không? Ví cầm tay nhờ, quên. Đây, hình như còn có em hay sao á. Ví cầm tay còn đúng một em thôi. Đây nha mấy chị ha, đây ví cầm tay nha. Anh ơi, cái màu này mà màu bạc á anh. Chị Phương Mạnh đổi cho mình cái 150 này, cái caro đi, cái 150 được không? Được, đổi được. Được luôn, ok luôn. Cái... Đổi cho chị Phương. Trời, cái caro tuyệt vời. Được. Thế nào đi, cái caro không? Caro có 140k thôi. Ok thôi, chị Phương Mạnh đổi là... Đổi cho Phương Mạnh được luôn. Thôi, không sao vấn đề. Rồi, màu này nha. Ví cầm tay còn duy nhất một em. Em này vừa cầm tay. Mà vừa là dùng để cầm tay mà vừa dùng để đeo chéo được luôn mấy chị ha. Có dây luôn nha, có dây đeo chéo luôn. Có ngăn khóa bên trong như thế này nè. Rồi chị Nương, cái màu này giá của nó chỉ có 120 thôi. Chị Nương, comment cho em mà của nó là mà số 6 nhé. Chút mà 66 chứ. Mà 66 cho em có dây đeo chéo luôn nha mấy chị. Mà cái giỏ này có hai dây luôn nha, có thêm dây lớn rồi nè. Đó, đã chưa? Có thêm dây lớn mấy chị. Một cái giỏ nhỏ nhắn xinh xắn chỉ có 120 mà có tới hai dây luôn mấy chị ha, rất là sang luôn. Rồi vừa làm cầm tay vừa đeo chéo được luôn. Rồi chị nói ơn cái ví này comment nhanh cho em. Ừ mà ví em hô rồi. Chị nào nhanh tay comment ví. Chị nào lấy ví comment nhanh tay comment ví cho em nha. Không thảo chốt nha. Ví siêu sang luôn. Ví siêu sang. Giang hợp màu xanh không Giang? Anh hợp đủ các màu hết em ơi. Tặng cho Giang cái ví màu xanh này. Thôi bỏ. Rồi chị nào lấy cái màu xanh này chốt nhanh tay giúp em nha. Chốt nhanh tay giúp em. Mà gì nhờ? 120 mà số 15 phải không? Mà 15 hả Giang? Đây chị nói lấy ví. Comment mà ví cho em đi cho nó nhanh. Chút mà ví đi khỏi lăng tăng bầy mặt ha. Chị nói rồi chút ví cho em. Mà ví cho nó để mai bán thì được. Nó để mai bán đi. Mai bán thì nó có mở mạng mới lẹ.
Ví chốt ví nha mấy chị ơi, chốt mà ví nha, mà ví siêu đẹp, mà ví siêu đẹp. Ok, để Phương mặc nha. Mấy chị ơi, xe livestream giúp em nha mấy chị ơi, hôm nay ít lượt chia sẻ quá. Mấy chị xe livestream nhiệt tình giúp em nha. 12 giờ rồi em. Sớm 12 giờ rồi hả? Hôm nay em lên hơi trễ đúng không? Đúng rồi. Ừ. Hôm nay em lên thôi chị, em chưa lên đến giò thì ngày trưa ngày mai mấy chị nào mà rảnh đấy thì nhớ vô like của em nha. Trưa ngày mai em lên giò tiếp. Chị nào mà lỡ có ngủ sớm á thì nhớ là trưa ngày mai ghé like nhà em nha. Nhớ là trưa ngày mai ghé like nhà em nha mấy chị nha. Đó, đối với chị nào tối nay chưa có vô like được á, trời ơi cái màu đỏ này da nó đẹp quá. Ví cho bà Vivi kìa. Dạ, Vivi là cái gì em ơi? Ví là cái ví xanh đấy anh. Ok, ví xanh cho bà Vivi này. Chúc ví xanh cho Vivi, chúc ví xanh cho Giang Phạm một chiếc luôn. Giang Phạm chốt cho Lê Bích Thảo. Rồi màu này. Chị nào màu này comment nhanh tay giúp em nè mấy chị. Quá dễ thương ha. Quá sang luôn. Quá dễ thương và quá sang. Cái da này đẹp lắm. Bao chất da cho mấy chị ha. Em bao chất da luôn. Đây, có hai ngăn mấy chị, bên trong là có hai ngăn màu đỏ ha mấy chị ha. Cực kỳ dễ thương luôn. Cực kỳ dễ thương. Chị nào ơn cái màu đỏ này comment cho em mặc của nó màu đỏ nha. Mà đờ giá của nó 101 cho mấy chị ơi. Mà đờ giá 101 cái da này đà lắm. Cái da này rất là đẹp ha. Màu của nó là màu đỏ. Màu đỏ hơi nghiêng đô mấy chị. Đỏ hơi nghiêng đô mà cánh bóng bóng mà sáng sáng mà nhìn rất là đà ha. Những cái giò đẹp cực kỳ. Chỉ có 101 thôi. Chị nào ơn chốt cho em liền tay này, chốt màu đỏ giúp em ha. Quá đẹp luôn, chỉ có 101 một cái giò này ha. Thật sự giò rất là dễ thương luôn ha. 101. Comment mà cho em màu đỏ nha, màu đỏ 101. Rồi đỏ 101 này. Chị nào nhanh tay chốt màu đỏ ha, màu đỏ. Ừ, biết rồi. Đổi đây nè. Không. Nè. Ý, bộ bịch đang hoang. Đây mà đỏ này, bộ bịch cho em nè. Mà đỏ này, đây đỏ này. Comment đỏ nhanh tay nha chị. Đó, tự nhiên cái gì một cái giò này mà nãy giờ bỏ lỡ mấy cái này. Là sao? Bỏ lỡ mấy cái, bộ bịch vô, như giá nè. Đúng không? Lỡ cái gì? Này có lên quần sọt hay váy gì không Thảo Ngọc Thi? Ngọc Thi, Ngọc Thị ta. Dạ không chị ơi, khuya rồi, 12 giờ rồi nên em không lên nha. 12 giờ rồi cho nên em lên vài cái giò nữa thôi, em offline. Có gì ngày mai chắc có, chị ơi ngày mai chắc có. Ngày mai em lên đồ xả kho với lại em lên giỏ. Sau đó em xả kho rồi em nghỉ vài hôm nha mấy chị nha, tuần sau em mới like tiếp nha. Em nghỉ vài hôm đi chơi, đi về quê á mấy chị. Đó, về Đà Lạt chơi ha. Có gì rồi vài hôm rồi tuần sau nha. Khoảng chừng hai hôm cuối tuần á, rồi tuần sau em sẽ lên like đồ tiếp nha mấy chị nha. Lên làm việc lại từ đầu ha. Còn em sẽ like ngày mai nữa để em xả hết kho rồi em về quê ha. Rồi mẫu này, thì nếu cái giỏ này comment liền giúp em. Đây. Chị nào ơn comment nhanh tay giúp em cái giỏ xinh xắn này nha mấy chị ơi. Giỏ này giá của nó là 100k, rất là đẹp ha. Chỉ có 100k thôi mà cái da của nó đà lắm. Da đà mà rất là dễ thương nha. Ngọc Thi, chị chế Trần Ngọc Quy Ni đó. Hả? Trần Ngọc Quy Ni đó, Ngọc Thị đó. Ủa sao bà lắm nít thế? Rồi tiếp nha. À hình như là đang có dự đơn của bà Trần Ngọc đúng không? Chắc vậy. Đang có dự đơn của Ngọc đúng không Ngọc? Rồi mẫu này nha. Cuối tháng người ta lo chạy doanh số thì mờ luôn tôi đi chơi. Rồi mẫu này. Chị nào mẫu này comment liền tay giúp em nè. Comment nhanh tay giúp em mã số 22. Đây chốt mã 22 giúp em. 22 100k nha. Hàng Quảng Châu mới chứ nha. Có nhiều ngăn, 1, 2, 3, 4, 4 ngăn luôn. Có 4 cái ngăn luôn, rất là dễ thương nha. Chị nào ơn chốt liền cho em 100k. Chỉ có 100k mà hàng Quảng Châu chứ không phải hàng Việt đâu nha mấy chị nha. Chốt mã 100 cho em luôn, 100k. Đồng Hương với chị Thảo hay he. Không, Đồng Hương với anh Giang. Đồng Hương với anh Giang á, chị ở vùng Tàu. Lấy ông Giang. Rồi 100, 100 cho chị Tuệ Nghi và Vivi là hết 100 nha. Đúng rồi, hôm qua có chốt một váy chưa lấy. Ok. Rồi nè anh ghi cho em. Tuệ Nghi với bà Vivi này muốn người một chiếc là hết nè. Đây. 100k cho hai người là hết nha. Em lấy cái màu lông lông này dễ thương lắm mấy chị. Không biết mấy chị thích lông không biết sao em thích lông. Có lông là em thích không biết sao nữa. Thấy ha, rất là dễ thương luôn, lông lông rất là đẹp ha. Cực kỳ cưng.
Rồi chị nó thích lông giống em chút liền cho em cái giỏ này rất là đẹp, da cực mềm em bao da nha. Mã là lông của nó là 140. 140 cái giỏ này rất là sang và đẹp. Lông một, đẹp lắm, hàng Quảng Châu, da bao me luôn. 140. 140 mã lông. Mã lông. Mã lông, mã lông. Chị nào lấy lông cầm đi mà lông giúp em. Đây. Có ngăn khóa bên trong như thế này nha, 140. Chị thương cực kỳ luôn. 2 dây luôn mấy chị nha, 2 dây. Giỏ có 2 dây luôn, chốt mã lông giùm em nha. Đó, dễ thương cực kỳ ha mấy chị. Bao dễ thương nha. Hai ngăn. Hai ngăn hai bên và ngăn khóa ở giữa nha. Rồi. 4 ngăn luôn mấy chị ơi, 1 2 3 4, 4 ngăn có 2 ngăn khóa nha, 4 ngăn và 2 ngăn khóa. Đủ xứng đáng với đồng tiền luôn mấy chị. Giỏ quá đẹp, da quá mềm và có 2 dây luôn. Rồi chế đơn lông, chút mà lông lên. Mà lông lên giúp em nha, chút mà lông lên. Quá đẹp, quá đẹp. Dây khóa đầy đủ luôn. Rồi lông lông nha, lông, cầm bên lông. Đó, lông lông. Ủa mà máy hai không phải mà lông hả? Không, mã lông, em đọc mã đâu. Em mà lông. Hồi nãy em đọc mã 2 đó mà đọc sửa lại mã lông rồi. Mã lông 140 đúng không? Mã lông 140. Mã lông 140 cho chế Hồng Văn Trần nè. Rồi Hồng Văn Trần chắc, ô quên Hồng Văn Trần chắc là nhanh thế. Hồng Văn Trần chắc nhanh thế nhờ. Caro mấy chị ơi, caro, 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 chị nào lấy caro. Đây cái nhỏ caro ba đẹp luôn. Caro nha. Hàng hot phút chót, hàng hot phút chót. Hàng hot phút chót ha. G lại phút chót nha mấy chị nha. Em biết mấy chị thích lông giống em à, nghe lông khoái lắm. Rồi tiếp nha mấy chị. Rồi cái giỏ nó có tí xíu mà nhét cái tờ giấy to đùng luôn. Phải nhét thôi cho nó đẹp chứ em chứ. Rồi. Em biết tại sao nhét tờ giấy to đùng không? Để giống như là cho mấy chị biết là cái giỏ đấy đừng nhiều, được nhiều đồ. Đó. Tại vì phụ nữ hay nhiều đồ biết không? Bị luôn hả? Ừ. Tin thôi. Trong cái ngăn cái giỏ này có chiếc hai... thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu, nồi thành đồng giá 25k ấy. 25k hết nha mấy chế. Đây mấy chị ơi. Đồng giá mấy chị ơi, mấy chị dù có mấy chị ở quận 7 hay là ở Thủ Đức hay là ở đâu thì cũng chỉ có một giá thôi là 25k nha. Rồi cái giỏ caro mấy chị ơi. Rồi caro nhóm chị dễ thương cực kỳ luôn. Em sale luôn đêm khuya nhóm chị ơi, mẫu này hồi này bán 140. Giờ buồn buồn sale luôn 130. Đó tại vì có anh chế buồn buồn đổi hàng của em giờ em sale vui vui sale. Ờ, rồi sale 130. Mấy chị đổi hàng hết luôn cho em một sale tại ra luôn. Đổi hàng là nghịch bán rồi luôn. Nghịch giật nghịch bán. Rồi, caro comment caro giúp em nhóm chị ơi, cái giỏ caro 130 không chị ha. 130 đây dây của nó nè. Cái này mang cũng dễ thương nha nhờ. Dễ thương quá ha. Cái dự mang nha, dễ thương quá. Rồi comment caro giúp em nha, caro nghỉ đó, đồ của em dư sức nào là điện thoại tùm lum. Ồ, được á, dễ thương nha. Rồi comment caro giúp em nha. Chứ cái kia nhỏ quá, sao em đem. Ừ, cái này sang nha. Ừ. Đi rồi nghỉ được nha. Ừ. Caro, comment caro nha. Thôi, phải comment. Tốt cho bà Thảo rồi, bà comment đi. Thảo không đòi ăn cơm, Thảo không đòi ăn bánh. Em ở đâu? Em ở quận 12 Sài Gòn nha. Bà Tu Bùi Caro, bà chốt thành cạo luôn kìa. Tu Bùi ơi, Tu Bùi cái củ khách mới vậy. Khách mới nha mày. Khách mới hả? Khách mới thì vui lòng cho em thông tin nha. Cạo, à, Caro cho Vivi à. Caro cho Vivi rồi, bà Tu Bùi có lấy Caro không? Bà Tu Bùi có lấy caro không? Lấy caro thì cho thông tin nha. Thông tin ha. Ra cô. Rồi cái này nó có cái ví nhỏ nhỏ dễ thương mấy chị ơi. Cái da này đã lắm, da này bao đã luôn á. Vầu da cho mấy chị coi nha, da cực kỳ xinh luôn. Đây, đây là cái sợi dây xích của nó nha mấy chị. Sợi dây xích ha. Cực kỳ dễ thương. Quên sợi dây đeo. Rồi, bên trong nha mấy chị nha. Có hai cái này cực kỳ cưng luôn. Lucky Blind mấy chị, rất là dễ thương ha. Bao đẹp, bao đẹp. Rồi nó sủ xuống như vậy. Trời. Rồi mấy chị đeo cái dây vô nha, rất là dễ thương nha. Bao sang, bao chất luôn. Rồi cái giỏ này giá của nó chỉ có 120 thôi. Chị nào ơn chốt mã cho em này mấy chị ơi, 120. Comment liền cho em mã này là mã mang số danh là 09 nha mấy chị. 120 mã 09. 120 09 nha. 120 09. 120 09. Comment cho em mã 09 120. Mà 09 120k. Comment mà 09 liền cho em. Mà 09 120k. Xét xám chị Tùy Nghi nè. Tùy Nghi comment cho em lại một cái 09 cho em vui nè.
Tụi Nhi comment cho em con số 09 cho em vui cái gì Tụi Nhi. Trời ơi, comment 09 xong rồi khác rồi ngồi buồn rồi. Xét xám rồi chơi. Kêu chế không à? Cái giận bây giờ. Giận gì? Thật cái gì à? Giận cái gì? Buồn nào? Nhưng mà đọc tên chốt cho Tụi Nhi rồi. Đền cho chế sushi cái khác nha. Đền cho chế sushi cái khác. Đây. Quá cưng luôn. Đèn cho chế sushi cái bao lô được không chế sushi? Cho. Bao lô nè. Hả? Cái xếp xám á hả? Còn nó có gần này không? Nè. Nhớ có hai cái hay sao ta? Cái. Ôi, sushi ơi, đèn sushi cái này cũng được, mấy cái này đẹp quá trời luôn. Trời ơi, sushi ơi, đẹp giả mang luôn. Đẹp giả mang luôn nè. Thảo bán cái gì cũng... cũng mê hết là gì ta? Cũng mê. Trời ơi. Chị Ngọc Thúy ơi, em cái này không? Trời ơi, cái này dễ thương quá. Để dành mang luôn, đẹp quá à. Cực kỳ cưng luôn mấy chị ơi. Sushi cưng không? Em bù cho sushi cái này nha. Cái sushi. Sushi. Dễ thương quá à. Cực kỳ cưng luôn. Cực kỳ cưng luôn mấy chị ơi. Cực kỳ cưng luôn. Bao dễ thương nha, cái này để đi tiệc ha mấy chị. Để đi tiệc nha. Có dây luôn, trời ơi mềm ơi. Tưởng đâu là không có dây. Nhìn dễ thương quá, về có dây luôn. Có dây luôn mấy chị ơi, có dây khóa bên trong luôn. Có ngăn khóa bên trong, có dây đeo luôn. Trời ơi, quá đẹp luôn. Mà giá quá rẻ luôn, chỉ có 120 à. Rồi chế đơn cái mẫu này, 120 nha. Comment cho em mã này là mã số 4. Mã số 4 dùm em không, 120. Mã số 4 120 giúp em quá cưng luôn ha. Đi chơi đi tiệc nha mấy chị ơi. Quẩy như vậy là mấy chị đi tiệc rất là sang ha. Hoặc là mang kéo cực kỳ cưng luôn. Mã số 4. Comment số 4 giúp em nha. Mã số 4. Mã số 4 giúp em. Mã số 4. Mã số 4. Comment nhanh nha mấy chị ơi. Comment nhanh đi. 12 giờ đêm rồi. Mình comment nhanh mình đi ngủ sớm nha. Comment nhanh đi ngủ sớm nha. Mã số 4 đúng không Giang? Dạ. Ủa sao Giang chốt hàng đi đâu vậy? Mã số 4 cho Ngân Phạm. Cho bà Vivi nữa. Hết. Vivi ở comment rồi. Ở đâu? Có hai cái cho bán cái đi tội nghiệp. À, rồi, cho Vivi một chiếc nha. Giờ nó mới lên. Cho Ngân Phạm một chiếc. Nè em. Bao lô mấy chị ơi, bao lô. Đây. Vivi với Ngân Phạm mỗi người chiếc cho em. Này. Hết. Hết không bốn rồi. Trời ơi, em nói mà mền ơi, em nói cái xám này, cái xám này em có hai cái mà. Cho bà sushi chip nè. Đây. Ủa, thế tự nhiên khác màu. Thấy chưa? Tự sushi ơi, trắng. Sushi ơi, cho sushi cái này nha. Sushi ok là lần nữa giúp em này, em đã tìm ra nó rồi, xám đây. Sushi ok.